Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 8. Diệp Bắc Minh lên đài võ đạo lĩnh cái chết. Diệp Bắc Minh, mày lên đi, còn do dự cái gì? Đám người nhà họ Quân hò hét, lo sợ Diệp Bắc Minh không lên đài võ đạo. Tất cả đang lên tiếng khích bác anh. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, hư ảnh vụt lóe, nhảy lên đài võ đạo, đứng đối diện với Quân Kiếm Phong. Anh trực tiếp lên tiếng nói, đừng lãng phí thời gian nữa, đừng nói tôi ức hiếp ông. Tôi nhường ông 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, nếu có thể ép tôi ra tay, thì coi như tôi thua. Soạt, toàn hội trường tĩnh lặng. Gần như tất cả mọi người có mặt đều chừng mở muốn rớt con mắt. Diệp Bắc Minh nói cái gì? Đây là nơi nào chứ? Mẹ kiếp, đây là đài võ đạo đó. Là nơi phân định sống chết. Quân Kiếm Phong có thực lực thế nào? Ông ta là người đứng thứ nhất giới võ đạo Trung Hải. Diệp Bắc Minh lại nói nhường ông ta 3 chiêu, lời như vậy mà cũng dám nói ra miệng, đúng là cuồng ngạo hết sức. Quân Kiếm Phong tức giận đến bật cười, ngay cả ông ta cũng không nhịn được, cười suýt chảy ra nước mắt, ha ha ha. Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, mày điên rồi phải không? Hay là mày cho rằng hôm nay sẽ chết chắc, cho nên nói ra lời ngu xuẩn như vậy? 3 chiêu, ông có ra tay không? Diệp Bắc Minh cau mày. Mày muốn chết hả? Quân Kiếm Phong nổi giận. Anh đang sỉ nhục ông ta. Quân Kiếm Phong giơ chân dậm xuống một cái, một luồng sóng khí đáng sợ từ trên người bùng phát ra. Phập! Mặt sàn đài võ đạo ngọc trắng xuất hiện một dấu chân sâu nửa tấc, đá nứt vỡ. Còn cơ thể Quân Kiếm Phong cũng nhanh chóng lao ra như hỏa tiễn. Ầm! Đánh ra một quyền, hổ gầm rồng thét, ép thẳng trái tim của Diệp Bắc Minh. Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng Quân Kiếm Phong có thể đánh chết Diệp Bắc Minh bằng một quyền. Soạt! Diệp Bắc Minh trượt chân một cái, rất dễ dàng tránh được quyền của Quân Kiếm Phong. Cái gì? Tránh được rồi. Làm sao có thể? Rất nhiều người cảm thấy bất thường. Có người cười lạnh lùng, hội trưởng Quân đang cho anh ta cơ hội đấy. Cũng có thể. Vài người đứng xem đều gật đầu. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, chiêu thứ nhất. Muốn chết hả? Quân Kiếm Phong nheo đôi mắt, trong lòng bùng phát ngọn lửa giận vô tận. Nắm đấm chuyển thành vuốt chim ưng, vồ lướt sang ngang, mang theo âm thanh phá vỡ không trung, tóm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh. Xoẹt xoẹt, tốc độ cực nhanh. Nhưng Diệp Bắc Minh vẫn chắp hai tay sau lưng, tránh được móng vuốt đó, thản nhiên lên tiếng, chiêu thứ hai. Cả hội trường lập tức yên tĩnh. Có người đã cảm thấy không đúng. Chết đi cho tao. Quân Kiếm Phong quát lên một tiếng, một luồng sóng khí mạnh bùng phát ra từ trong cơ thể ông ta. Đây là biểu hiện của nội lực phát ra bên ngoài, nếu người bình thường ở cách ông ta trong vòng 5 mét, thì sẽ bị chấn động đến chết. Quân Kiếm Phong tung ra đồng thời hai quyền, đánh ra cả tiếng nổ, trên đầu nắm đấm xuất hiện sóng khí màu trắng. Tốc độ cực nhanh. Diệp Bắc Minh dậm chân, nhẹ nhàng nhảy lên 30 mét. Hai quyền của Quân Kiếm Phong đấm vào không khí, không phanh kịp, suýt nữa lao ra khỏi đài võ đạo, khó khăn lắm mới dựng lại được bên rìa. Ông ta nổi giận, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh đáp xuống từ trên không trung. Diệp Bắc Minh, như vậy vui lắm hả? Tao xem mày có thể tránh được đến bao giờ? Quân Kiếm Phong quát lớn một tiếng, chán nổi gân xanh. Ông ta cảm thấy mình như một tên hề, bị Diệp Bắc Minh đùa giỡn. Cực kỳ giận dữ. Quân Kiếm Phong lập tức điều động nội lực trong đan điền, ông ta như mãnh hổ, xông về phía Diệp Bắc Minh đáp xuống đài võ đạo. Chiêu thứ ba, kết thúc. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu. Sau đó, anh trầm giọng quát nói, Quân Kiếm Phong, Quân Vô Hối muốn giết tôi, cho nên tôi giết hắn ta. Quân Vô tà hại cả đời người anh em của tôi, thì phải trả giá bằng tính mạng. Trước nay Diệp Bắc Minh tôi không giết người vô tội, nhưng cũng sẽ không tha cho người muốn giết mình. Ông hẹn tôi đến đài võ đạo, dùng danh tiếng của tôi để thể hiện sự uy nghiêm của nhà họ Quân ông, tâm này phải diệt. Hôm nay tôi giết ông đừng không phục. Tôi nhường ông 3 chiêu, đã là nhân từ lắm rồi. Đừng để người khác cho rằng tôi ức hiếp nhà họ Quân. Đã qua 3 chiêu, ông đi chết đi. Quân Kiếm Phong cười lớn xông đến, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày tưởng mày là ai? Giết tao, kiếp sau đi. Ông ta như mãnh hổ vùn vụt xông đến. Thịch, thịch, thịch. Mỗi một bước chân đều để lại dấu chân sâu trên đài võ đạo ngọc trắng.
Ông ta đến trước mặt Diệp Bắc Minh, đập một quyền về phía cổ họng của anh. Khoảnh khắc nắm đấm của Quân Kiếm Phong sắp chạm đến da của Diệp Bắc Minh. Phập, Diệp Bắc Minh mới đột ngột tung quyền, một luồng nội lực màu trắng đáng sợ gần như ngưng tụ thành chất rắn, xuất hiện trên nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Cánh tay gập lại, nắm đấm bắn ra, rơi xuống lồng ngực của Quân Kiếm Phong. Phụt, Quân Kiếm Phong bay ra xa, nằm trên đài võ đạo như chó chết. Tim ngừng đập, người đứng đầu giới võ đạo Trung Hải, Quân Kiếm Phong, chết. Xoạt, 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 tất cả mọi người có mặt đều đứng bật dậy. Đồng tử cũng trố ra, vẻ mặt đầy chấn hãi. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết, vang lên tiếng hít khí lạnh. Suýt, mọi người đều tưởng tượng đến các loại khả năng của cuộc chiến này, duy nhất không ngờ đến, Diệp Bắc Minh đánh chết Quân Kiếm Phong bằng một quyền. Diệp Bắc Minh còn chẳng có ý muốn nhìn Quân Kiếm Phong thêm một cái, quay người nhảy xuống khỏi đài võ đạo, lên xe của Tô Mạc Già, đi thôi. Đài võ đạo trên đỉnh núi Bàn Long. Tĩnh mịch, chỉ còn lại thi thể Quân Kiếm Phong nằm trên đài võ đạo. Im lặng chừng 5 phút. Bốn phương tám hướng lập tức nổ tung. Hiện trường sôi trào. Lâm Thương Hải vô cùng kích động, nét mặt già nua biến ảo, là hắn, chính là hắn. Tên đáng sợ người phụ nữ đó nói, chính là hắn. Ông ta vội vã chạy ra khỏi đám người, đuổi theo xuống núi. Chủ nhân, vô địch. Chiba Sadako vừa ngạc nhiên lại kích động, càng nhận định quyết tâm phải đi theo Diệp Bắc Minh, toàn bộ đảo quốc e là cũng không tìm được cường giả trẻ tuổi giống chủ nhân đâu nhỉ. Đợi đã, nguy rồi. Ninja Iga đã đến Long Quốc. Chiba Sadako đột nhiên nhớ ra. Cơ thể mềm mại của Hàn Nguyệt run rẩy. Giọng nói cũng run theo, ông nội, đây là cháu đang nằm mơ sao? Cái này, sao có thể chứ? Cơ thể Hàn Kim Long run rẩy, liên tục hít hơi lạnh, rít. Diệp Thần Y không những biết quỷ môn thập tam châm, thực lực võ đạo còn trên cả Quân Kiếm Phong. Rít. Lý Gia Hinh không phải người trong giới võ đạo, lúc này cũng hít ngược một hơi lạnh, trong con ngươi xinh đẹp đều là niềm vui bất ngờ. Liên lạc anh ta. Không tiếc bất cứ giá gì, để anh ta và nhà họ Lý có liên hệ. Vương Trường An giống như nằm mơ, ông ta ngửa mặt lên trời cười lớn, ha 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 ha, Tổng Giám Đốc Lý, tôi lại thắng 1 tỷ rồi. Ôi trời ơi, có kỳ tích gì mà cậu ta không thể tạo ra, Lý Khắc Hùng hoàn toàn ngơ ra, thân thể sụi lơ ngồi xuống ghế. Bruce Rudolph gọi một cuộc điện thoại ở ngay trước mặt mọi người, cười khổ nói, Ngài Tổng thống, Đại hội quân võ lần này chúng ta rút lui đi. Tại sao? Chỉ cần Long Quốc có Diệp Bắc Minh, đại hội quân võ không có ý nghĩa, Bruce Rudolph cười khổ không thôi. Khuôn mặt đẹp của Đường Văn Quân đều là chấn động, Diệp Bắc Minh, Diệp Thiếu Soái. Dương Huyên Hách siết chặt quả đấm, cuối cùng bất lực buông ra. Thực lực của Diệp Bắc Minh, anh ta ghen tị cũng vô dụng. Dư Thiên Long ngơ ngác đứng tại chỗ. Quân Kiếm Phong chết rồi. Bị Diệp Bắc Minh một quyền đánh chết. Lần này Trung Hải sắp loạn rồi, Quân Kiếm Phong chết, địa vị nhà họ Quân rơi xuống ngàn trượng, phải tẩy trắng từ đầu thôi. Diệp Bắc Minh quá đáng sợ. Hắn thật sự chỉ mới 23 tuổi thôi sao? Cha, mau điều tra tất cả tin tức về hắn. Truyền lệnh xuống, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cố gắng hết sức thu thập tin tức về Diệp Bắc Minh. Các đại phú hào xung quanh vô cùng kích động hạ lệnh. Chỉ có đám người nhà họ Quân sắc mặt tái xanh. Sau đó trắng bệch. Quân Kiếm Phong chết rồi, nhà họ Quân sắp sụp đổ. Trung Hải sắp đổi trời rồi. Trên đường xuống núi, Tô Mạc Già đang lái xe. Da đầu cô ta tê dại, liên tục quay đầu, khiếp sợ quan sát Diệp Bắc Minh. Tiểu sư bá, anh rốt cuộc có thực lực gì? Đây chính là Quân Kiếm Phong đó. Người đứng đầu Trung Hải. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Trung Hải. Trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu có thể đứng trong top 100 nhân vật khủng khiếp. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Mạc Già đều là sùng bái. Ngoài sư phụ của mình, người cô ta sùng bái nhất chính là Diệp Bắc Minh. Quá ngầu, quá vô địch. Diệp Bắc Minh thở dài, mau lái xe, đừng quay đầu nữa, nhìn đường đi. Dạ, Tô Mạc Già nhẫn nhịn được nội tâm kích động, nghiêm túc lái xe. Diệp Bắc Minh đột nhiên hỏi, Quân Kiếm Phong cũng là thực lực võ linh đỉnh phong, tại sao vẫn còn trên bảng xếp hạng tông sư? Tô Mạc Già giải thích, vì đối với người bình thường,
bọn họ không có quá nhiều khái niệm về võ giả cao cấp hơn. Người bình thường chỉ có thể tiếp xúc với võ giả cấp thiên, võ giả cấp tông sư đều khó tiếp xúc. Đại tông sư, võ linh cao hơn thì khỏi phải nói. Vì vậy bảng xếp hạng tông sư Á Châu này chỉ là một cách nói thôi, trên thực tế một vài võ linh cũng ở trên bảng xếp hạng này. Thực lực của Quân Kiếm Phong rất đáng sợ, trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu vừa vặn xếp thứ 99. Tô Mạc Già lại một lần nữa quay đầu, nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu sư bá, anh một quyền trong nháy mắt giết Quân Kiếm Phong. Thực lực e là có thể đứng thứ 70 trong Á Châu, thậm chí là trong top 50. Diệp Bắc Minh nhắc nhở, lái xe, nhìn đường. Ách, vâng. Tô Mạc Già mới vừa quay đầu. Bùm. Một tiếng vang thật lớn, xe nổ lốp. Kít. Tô Mạc Già phanh gấp, dừng xe lại, mặt ngượng ngùng, tiểu sư bá, xin lỗi, xe nổ lốp. Đừng gấp, tôi lập tức sửa xong. Tô Mạc Già chạy xuống xe, tốc độ cực nhanh chuẩn bị đổi sang lốp xe dự phòng. Diệp Bắc Minh đi đến bên đường, nhìn về phía Trung Hải. Tầm nhìn nơi này không tệ, vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ Trung Hải. Lúc này, một chiếc xe jeep màu đen từ trên núi Bàn Long đi xuống. Thấy Diệp Bắc Minh dừng ở ven đường, xe jeep cũng dừng lại. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt, cảnh giới võ linh trung kỳ. Thấp hơn một bậc nhỏ so với Quân Kiếm Phong. Tại Hạ Lâm Thương Hải, hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam tham kiếm thiếu chủ, Lâm Thương Hải sải bước đi đến. Cách Diệp Bắc Minh còn khoảng 10 mét. Phốc, quỳ sụp xuống đất. Diệp Bắc Minh sừng sốt. Tô Mạc Già đang thay lốp dự phòng liền kinh hãi, không thể tin nổi, Lâm Thương Hải. Ông thực sự là Lâm Thương Hải. Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam, cao thủ xếp thứ 139 trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Ông gọi anh là thiếu chủ. Ôi trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Tô Mạc Già kinh ngạc. Diệp Bắc Minh khẽ nhíu mày, yên lặng chốc lát. Anh mới chậm rãi lên tiếng, trước kia là ông gửi thư khiêu chiến cho tôi. Phải. Lâm Thương Hải trả lời. Diệp Bắc Minh lại hỏi, sao lại gọi tôi là thiếu chủ? Lâm Thương Hải do dự một chút, nhìn về phía Tô Mạc Già, cô gái này, mời cô tránh đi. Nội tâm Tô Mạc Già chấn động, suy nghĩ trong chốc lát, yên lặng gật đầu đi về phía xa. Lúc này Lâm Thương Hải mặt đầy nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh nói, thiếu chủ, là mẹ cậu. Mẹ tôi. Diệp Bắc Minh biến sắc, vội vàng nói mau, xảy ra chuyện gì? Lâm Thương Hải không dám sơ suất, chuyện này phải nói từ 23 năm trước. Tôi khi đó vẫn còn là một tông sư võ đạo bình thường, cũng không có danh tiếng gì ở hành tỉnh Đông Nam. Một tối, có một người phụ nữ thực lực khủng khiếp đến tìm tôi, còn đưa cho tôi một bức họa. Bà ấy nói với tôi rằng, 23 năm sau, nếu có một thiếu niên xuất hiện trước mắt tôi, cho dù tôi có thân phận địa vị gì, đều phải nhận người trên bức họa là chủ nhân. Lâm Thương Hải nói, bà ấy còn để lại một ít đan dược, tôi ăn những đan dược này mới từ tông sư tiến vào đại tông sư. Cuối cùng tiến vào cảnh giới võ linh. Nhà họ Lâm tôi mới có ngày hôm nay, tôi có thể ngồi vào được vị trí hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam cũng là vì thực lực của tôi đã được đề thăng lên rất cao. Mà tất cả những điều này đều nhờ đan dược người phụ nữ này cho tôi. Tôi hỏi qua bà ấy, người trên bức họa là ai, bà ấy nói là con trai mình. Lâm Thương Hải giải thích. Vốn cho rằng chuyện của 20 mấy năm trước đã sớm tan thành mây khói. Ông ta quên mất rồi. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ. Bởi vì Diệp Bắc Minh giết Mã Lập Quốc, kết oán với Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam. Lâm Thương Hải nhìn thấy hình Diệp Bắc Minh ở một hội nghị. Sau một hồi giải thích, sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, không đúng, Lâm Thương Hải, ông đang lừa tôi. Một luồng uy thế khủng khiếp tấn công tới. Lâm Thương Hải sợ hãi run rẩy, quỳ trên đất không dám ngẩng đầu. Đây không phải một chàng thanh niên mới 23 tuổi. Anh một quyền đánh chết người đứng đầu Trung Hải, Quân Kiếm Phong. Lâm Thương Hải có chút hoảng hốt, vội vàng nói, thiếu chủ, lời của tôi có vấn đề chỗ nào sao? Ha ha! Diệp Bắc Minh nhàn nhạt cười lạnh. Sơ hở lớn nhất của ông chính là dù mẹ tôi sắp xếp tất cả, nhưng bà ấy làm sao biết 23 năm sau trông tôi như thế nào? Lâm Thương Hải cẩn thận giải thích, chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói. Mẹ cậu không thể nào biết 23 năm sau trông cậu ra sao.
nhưng bức họa bà ấy để lại thật sự giống cậu như đúc. Chuyện này tôi thật sự không lừa thiếu chủ cậu đâu. Để chứng minh chuyện này, Lâm Thương Hải đích thân cầm một chiếc hộp gấm từ xe ra. Mở hộp gấm, một tờ giấy đã ngả vàng xuất hiện trước mắt. Gần như giống y đúc Diệp Bắc Minh bây giờ. Tờ giấy đã cũ, nét vẽ mơ hồ không rõ, nhưng vô cùng dịu dàng. Vừa nhìn liền biết được làm bởi bàn tay phụ nữ. Giọng nói Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, tờ giấy này quả thật có hơi cũ, không phải làm cho cũ. Diệp Bắc Minh lập tức ngây ra. Thật chẳng lẽ là mẹ mình sao? 23 năm trước mẹ đã để lại thứ này. Diệp Bắc Minh suy nghĩ chốc lát rồi bình tĩnh lại, hỏi, mẹ tôi trông thế nào? Cái này. Lâm Thương Hải có chút ngơ ngác, trực tiếp lắc đầu, cái này tôi cũng không biết, mẹ thiếu chủ che mặt. Tôi chỉ thấy mỗi đôi mắt, chỉ là đôi mắt kia khiến người ta không dám không tuân theo mệnh lệnh của bà ấy. Hơn nữa, nói tới đây, Lâm Thương Hải dừng lại. Hơn nữa gì, Diệp Bắc Minh gấp gáp hỏi. Lâm Thương Hải đang do dự. Nói, giọng nói Diệp Bắc Minh trầm xuống. Lâm Thương Hải chỉ cảm thấy một luồng uy thế đáng sợ tấn công tới, toàn thân ông ta bị sát ý lạnh như băng bao phủ. Lúc này, vị hội trưởng Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt trong nháy mắt. Quá đáng sợ. Trong lòng Lâm Thương Hải run rẩy, bật thốt lên, mẹ cậu năm đó có chút yếu ớt. Tôi cảm giác hình như bà ấy bị thương, nhưng lại rất kỳ quái, dù bà ấy bị thương nhưng vẫn mạnh hơn võ linh bình thường vô số lần. Cơ thể Diệp Bắc Minh run lên, mẹ tôi bị thương. Bà làm sao? Cái này, thuộc hạ không biết, Lâm Thương Hải quỳ trên đất lắc đầu. Diệp Bắc Minh im lặng. Trong tròng mắt đều là sát ý lạnh như băng. 23 năm trước, chắc hẳn bà vừa sinh anh không lâu. Tại sao lại bị thương? Dù bị thương, làm sao Lâm Thương Hải biết mẹ mình bị thương được, lại còn mạnh hơn võ linh gấp mấy lần? Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, lạnh như băng nhìn Lâm Thương Hải, Lâm Thương Hải, sao ông biết sau khi mẹ tôi bị thương vẫn mạnh hơn võ linh? Cái này, Lâm Thương Hải lập tức ngây người, thầm kêu lên không ổn. Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, tim ông ta đập nhanh, chênh lệch khá lớn so với ban đầu, ông ta sắp nói dối. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ông chuẩn bị nói dối. Hả? Lâm Thương Hải ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với con ngươi lạnh băng của Diệp Bắc Minh. Con ngươi ông ta co rút kịch liệt. Thiếu chút nữa sợ đến ngốc luôn. Chàng thanh niên này sao biết mình chuẩn bị nói dối? Sát ý lạnh như băng trong nháy mắt phong tỏa Lâm Thương Hải, khiến ông ta dựng tóc gáy. Lúc này Lâm Thương Hải có một trực giác, chỉ cần tiếp theo mình nói dối nửa lời. Diệp Bắc Minh sẽ trực tiếp giết ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thương Hải hoảng sợ cúi đầu, run rẩy nói, cậu Diệp, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi cậu. Quả thật là tôi nói dối, xin cậu tha cho tôi. Bộp 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 bộp. Lâm Thương Hải điên cuồng đập đầu xuống đất. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh băng, nói, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thương Hải cũng không dám giấu thêm nữa. Run rẩy nói, 23 năm trước, mẹ cậu vác theo bụng bầu đột nhiên xuất hiện trong một phòng đấu giá hàng đầu ở hành tỉnh Đông Nam, buổi đấu giá này do công ty Sotheby cử hành. Bà ấy đưa ra loại đan dược cao cấp nhất. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, khi đó mẹ tôi còn chưa sinh tôi. Lâm Thương Hải nhắm mắt nói, thiếu chủ, đúng vậy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh đã rất khó coi, đan dược lại là chuyện gì thế? Lâm Thương Hải run rẩy nói, là loại đan dược cao cấp đó. Loại đan dược có thể khiến võ linh, thậm chí là võ vương đều rung động. Lúc ấy, toàn bộ phòng đấu giá Sotheby đều điên lên. Toàn bộ giới võ đạo Long Quốc khi biết tin đều chấn động, thậm chí còn kinh động đến gia tộc cổ võ. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, sau đó thì sao? Lâm Thương Hải nói, khi ấy, gần như tất cả mọi người đều muốn đan dược của mẹ cậu. Nhưng mẹ cậu một không cần lấy tiền, hai không cần của cải, ba không cần quyền. Chỉ cần một vài loại dược liệu khó tìm kia, mọi người tìm hồi lâu cũng không tìm được những dược liệu đó. Nói đến đây, Lâm Thương Hải dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn biểu cảm lạnh như băng của Diệp Bắc Minh. Nhắm mắt tiếp tục nói, một vài người của Hiệp hội Võ đạo Long Quốc chuẩn bị liên thủ giết mẹ cậu. Bởi vì nhìn thấy bà ấy ra tay hào phóng, trong tay chắc chắn không chỉ có một hai viên đan dược. Hơn nữa,
Đối với những cường giả giới võ đạo kia mà nói, một phụ nữ mang thai thôi mà, có thể uy hiếp được gì? Một buổi tối, 30 mấy võ linh, 7-8 võ vương, thậm chí còn có một lão võ hoàng của gia tộc cổ võ ra tay. Đêm hôm đó, Giang Bắc chìm trong đẫm máu. Tim Diệp Bắc Minh co rút. Một luồng lửa giận ngút trời. Sôi trào trong ngực anh. Mẹ kiếp. 30 mấy võ linh, 7-8 võ vương. Thậm chí còn có cả võ hoàng. Nhiều cao thủ tuyệt thế như vậy ra tay chỉ vì đối phó với mẹ anh. Điều càng khiến người ta tức giận chính là mẹ khi đó còn vác bụng bầu to. Mình còn chưa ra đời. Giọng Diệp Bắc Minh khô khốc, phát ra tiếng gầm nhẹ, là ai ra tay với mẹ ruột tôi? Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh giống như tử thần. Sau lưng anh, cuồng phong sôi trào. Đất đá bay mù trời. Lâm Thương Hải bị thổi đến mức mắt không mở nổi. Vị hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo một tỉnh cảnh giới võ linh này trong lòng giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi. Thiếu chủ, những người này gần như đều là người có mặt trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Mấy năm nay tôi vẫn luôn chú ý. Một số người năm đó ở ngoài top 100, bây giờ gần như tất cả đã tiến vào trong top 100 rồi. Còn có mười mấy người tiến vào top 50 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Các nguyên lão Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc bây giờ bao gồm Phó Quốc Hoa, Tiêu Thiên Chiến, Hạ Vũ Thần, đều là những người ra tay năm đó. Còn có Tổng hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc, Lý Kiếm Trần. Ông ta chính là đầu sỏ sắp đặt chuyện này. Nghe đến đây, trong lòng Diệp Bắc Minh, ngọn lửa phẫn nộ vô hình đang bùng cháy mãnh liệt. Giống như núi lửa sắp phun trào. Tổng hội Võ Đạo Long Quốc, Phó Quốc Hoa, Tiêu Thiên Chiến, Hạ Vũ Thần. Còn có Tổng hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc, Lý Kiếm Trần. Diệp Bắc Minh đã lên danh sách những người phải chết, anh nhàn nhạt nói, 3 phút, viết ra danh sách những người năm đó bao vây tấn công mẹ tôi. Lâm Thương Hải ngây người. Câu nói này của Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm nhận được bất kỳ dao động cảm xúc nào. Nhưng Lâm Thương Hải biết Diệp Bắc Minh thật sự nổi giận rồi. Chỉ có tức giận đến cùng cực mới có thể bình tĩnh như vậy. Vâng, Lâm Thương Hải không dám sơ suất. Lấy giấy bút từ trên xe, viết một lèo gần 50 cái tên. Có vài người đã chết cũng được Lâm Thương Hải viết ra, còn thêm ký tự ở phía sau. Diệp Bắc Minh nắm danh sách trong tay, mắt muốn nhỏ máu. Những người này sao có thể ra tay? Hơn 50 võ giả hàng đầu ra tay với một phụ nữ có thai. Diệp Bắc Minh im lặng chừng 10 phút, nhìn chằm chằm mỗi cái tên 100 lần. Nhớ kỹ ở trong lòng. Vậy ông thì sao? Lâm Thương Hải, sao ông gặp được mẹ tôi? Có phải ông cũng tham gia vào cuộc tấn công vây giết năm đó? Tại sao ông lại đột nhiên xuất hiện? Lâm Thương Hải, nếu ông không chủ động nói ra, có lẽ tôi vĩnh viễn không biết chuyện xảy ra ở phòng đấu giá Sotheby 23 năm trước. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thương Hải. Anh cần một lời giải thích hợp lý. Lúc này, Lâm Thương Hải áp lực cực lớn. Toàn thân giống như bị ý lạnh trên người Diệp Bắc Minh làm cho đông cứng. Lâm Thương Hải thông minh đến nhường nào? Nếu không cũng không bò lên nổi vị trí hội trưởng võ đạo hành tỉnh Đông Nam. Vù! Lâm Thương Hải hít sâu một hơi, cắn răng nói, tôi không tham gia bao vây chém giết, hơn nữa tôi còn đánh cược một ván, cứu mẹ cậu. Cậu không cần hoài nghi, 23 năm trước, mẹ cậu là tôi cứu. Chắc như đinh đóng cột. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, ồ. Lâm Thương Hải nói, khi đó tôi cũng chỉ là một tiểu tông sư, thiên phú rất tầm thường. Nếu như không có có cao nhân chỉ điểm, không có cuộc gặp gỡ bất ngờ, thậm chí cả đời tôi cũng không bỏ lên nổi. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ đến tham dự tấn công vây giết, cướp đoạt đan dược. Nói đến đây, Lâm Thương Hải cảm giác trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát ý khủng khiếp. Ông ta quỳ xuống đất. Cúi đầu. Tiếp tục cắn răng nói, nhưng sau đó tôi thay đổi chủ ý, giết mẹ cậu, có lẽ tôi không làm nổi. Nhưng tôi có thể cứu mẹ cậu. Tôi giúp đỡ mẹ thiếu chủ, sau khi bà ấy phá vòng vây, giấu bà ấy đi. Sau đó đưa đến Giang Nam. Mẹ cậu tặng tôi một viên đan dược, giúp tôi từ tông sư võ đạo trở thành võ linh, bước ngang qua hai cảnh giới lớn. Chuyện về sau giống như tôi nói lúc đầu, Lâm Thương Hải tôi thề với trời, tuyệt đối không giấu giếm. Lâm Thương Hải nói một hơi. Vừa niệm thiên đường, vừa niệm địa ngục.
Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ tính hợp lý của chuyện này. Cuối cùng anh nhìn Lâm Thương Hải, sao ông lại làm như vậy? Lý do? Lâm Thương Hải nói, thiếu chủ, giấy không gói được lửa. Hơn nữa tôi cũng nhìn thấy thiên phú của cậu, cậu không hổ là con trai bà ấy, với thực lực của cậu, không bao lâu sẽ moi ra chuyện năm đó. Tự tôi thừa nhận còn tốt hơn nhiều so với để cậu tra ra. Người trưởng thành chỉ chú trọng lợi ích. Nếu như thiếu chủ cậu tát chết tôi một câu oán hận cũng không có. Nhưng ngộ nhớ cậu tha cho tôi thì sao? Lâm Thương Hải tiếp tục nói, hôm nay, tôi nhìn thấy cậu một quyền đánh chết Quân Kiếm Phong, tôi liền biết cậu tuyệt đối không phải người bình thường. Cậu là một con rồng, tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn ở Giang Nam và Trung Hải. Có một ngày cậu quật khởi, vậy Lâm Thương Hải tôi sẽ đi theo rồng. Nhà họ Lâm chắc chắn cũng không giới hạn ở Giang Nam nữa, võ đài về sau của nhà họ Lâm sẽ ở toàn bộ Long Quốc. Lâm Thương Hải đang đánh cược. Giống như 23 năm trước, tất cả mọi người đều muốn giết mẹ của Diệp Bắc Minh, chỉ có ông ta ra tay cứu người phụ nữ ấy. Diệp Bắc Minh đột nhiên cười. Ông rất thông minh, lần này ông cược thắng rồi. Áp lực đột nhiên biến mất. Lâm Thương Hải thở phào nhẹ nhõm. Lúc ông ta ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Bắc Minh chỉ để lại một bóng lưng rời đi. Tôi sẽ đi điều tra chuyện này, nếu như không giống với lời ông nói, ông biết kết quả là gì rồi đấy. Lốp xe dự phòng đã thay xong. Tô Mạc Già tiếp tục đi xe rời đi. Dọc theo đường đi, Diệp Bắc Minh cũng nhắm mắt lại, suy nghĩ khả năng chuyện này là đúng bao nhiêu phần trăm. Diệp Bắc Minh hỏi, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông cảm thấy chuyện này độ đáng tin cao không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bật cười, ít nhất đến 80% 90% là thật. Lâm Thương Hải ban đầu muốn giết mẹ cậu, cái này là bình thường. Ông ta cho rằng thực lực mình chưa đủ, có lẽ không giết được, vì vậy mới muốn cứu. Rất hợp lý. Diệp Bắc Minh gật đầu. Không khác biệt so với tưởng tượng của anh. Tôi có chút kỳ quái, mẹ làm sao biết dáng vẻ tương lai của tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, có một vài cường giả có thể dự đoán dáng vẻ trong tương lai của con mình. Mạnh vậy sao? Diệp Bắc Minh bất ngờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đương nhiên, chờ cậu đạt đến cảnh giới đó thì biết. Cảnh giới gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mở mắt ra, đột nhiên mở miệng, bây giờ tôi là thiếu soái Long Hồn, có thể mượn sức mạnh Long Hồn tra một vài thứ đồ được không? Tô Mạc Già vừa lái xe xuống núi, vừa gật đầu, đương nhiên là được, thân là thiếu soái, anh có tư cách này. Diệp Bắc Minh giao danh sách vừa rồi cho Tô Mạc Già. Điều tra rõ ràng tin tức của từng người ở đây cho tôi. Tô Mạc Già cúi đầu nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Phó Quốc Hoa. Tiêu Thiên Chiến. Hạ Vũ Thần. Còn có, Lý Kiếm Trần. Giết. Tô Mạc Già ngược lại hít một hơi lạnh. Kinh ngạc nói, tiểu sư bá, những người này đều ở giới võ đạo. Thậm chí là danh nhân trong giới võ đạo. Mỗi người lai lịch đều khủng khiếp đến dọa người. Gần như đều là đại lão trấn giữ một tỉnh, đứng đầu giới võ đạo. Thực lực cũng không kém gì Quân Kiếm Phong đệ nhất Trung Hải. Diệp Bắc Minh gật đầu, không sai, những người này, đều là người ở top 100 trong bảng xếp hạng võ đạo Á Châu. Thậm chí có vài người ở top 50. Chỉ cần là ở trong danh sách, tôi muốn biết tin tức của từng người. Tô Mạc Già kinh ngạc. Cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, thiếu soái, rốt cuộc anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh cười lạnh, đưa bọn họ xuống địa ngục. Sau khi Lý Gia Hinh rời khỏi núi Bàn Long, quay về phòng đấu giá Saderby. Vừa về thì có người bẩm báo, thưa cô, có người cầu kiến. Hôm nay tôi có chút chuyện, không gặp ai cả, Lý Gia Hinh trực tiếp từ chối. Thưa cô, người đó nói mình tên Diệp Bắc Minh. Lý Gia Hinh ngây người, mắt đẹp híp lại, mau mời vào. Chờ đã, tôi đích thân đi đón. Lý Gia Hinh đến đại sảnh phòng đấu giá. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cô ta hoảng hốt. Chàng thanh niên này thật sự là nhân vật đáng sợ một quyền đánh chết Quân Kiếm Phong trên đỉnh núi Trung Hải sao? Cô Lý. Diệp Bắc Minh cười, làm phiền rồi. Lý Gia Hinh liên tục lắc đầu, anh Diệp, không phiền chút nào. Người đâu, mau chuẩn bị phòng VIP tốt nhất cho tôi. Bên trong phòng VIP, Lý Gia Hinh đích thân pha trà. Mùi thơm của trà lan tỏa khắp nơi. Mắt đẹp cô ta lóe lên, không ngừng đánh giá Diệp Bắc Minh.
phụ nữ bình thường đều ngưỡng mộ vẻ mạnh mẽ. Đặc biệt là phụ nữ đứng trên cao, càng có một kiểu sùng bái vô hình với cường giả. Sau trận chiến trên đỉnh Trung Hải hôm nay, cái tên Diệp Bắc Minh sẽ nổi danh toàn bộ giới võ đạo. Lý Gia Hinh đặt một ly trà thơm trước mặt Diệp Bắc Minh, anh Diệp, hôm nay anh tới đây có gì cần làm sao? Chuyện thứ nhất, trả lại phương thuốc cho cô. Diệp Bắc Minh mở miệng. Anh lấy ra một tờ giấy, phía trên viết kín hơn 100 loại dược liệu. Đây là... Lý Gia Hinh đứng lên, kinh ngạc nhìn tờ giấy Diệp Bắc Minh đưa tới. Diệp Bắc Minh giải thích, lần trước ở phòng đấu giá, cô Lý đưa cho tôi phương thuốc bị thiếu, tôi bổ sung hết rồi. Thứ này tên là đan ngưng khí, có thể đề thăng cảnh giới võ giả dưới võ vương. Cái gì, ánh mắt Lý Gia Hinh nóng như lửa, hô hấp dồn dập, anh Diệp, anh nói thật. Cái này là đan dược có thể đề thăng thực lực võ giả. Không dám tin. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy. Trời ơi! Lý Gia Hinh như nhặt được bảo vật. Phương thuốc như vậy đối với nhà họ Lý mà nói còn trân quý hơn bất kỳ thứ đồ gì. Đan dược đề thăng thực lực võ giả, hơn nữa còn là võ giả dưới võ vương. Chắc chắn sẽ là giá trên trời. Nếu xuất hiện ở đấu giá quốc tế, chắc chắn đáng tiền hơn đỉnh thanh mộc này. Đan đỉnh luôn có. Phương thuốc không thường có sẵn. Giá trị của phương thuốc còn cao hơn đan đỉnh nhiều. Lý Gia Hinh cất giữ phương thuốc, chuẩn bị sau khi về cảng đảo, lập tức cho đan sư nhà họ Lý luyện chế. Còn về chuyện Diệp Bắc Minh bổ sung phương thuốc như thế nào, cô ta không hỏi nhiều, ai mà không có chút bí mật chứ. Đồng thời, Lý Gia Hinh còn suy đoán, liệu Diệp Bắc Minh có thể luyện chế đan ngưng khí hay không? Suy nghĩ cẩn thận một chút, lại cảm thấy không thể nào. Nếu Diệp Bắc Minh trẻ tuổi như vậy lại là một đan sư, vậy đã quá nghịch thiên rồi. Những đan sư nhà họ Lý nuôi dưỡng, có ai tuổi không trên 50 chứ? Cảm ơn anh Diệp. Bắt đầu từ bây giờ, anh Diệp chính là khách quý của nhà họ Lý tôi. Sau này, anh Diệp chỉ cần muốn đi cảng đảo, tất cả xuất hành, máy bay, khách sạn nhà họ Lý tôi bao hết, Lý Gia Hinh chỉnh trọng nói. Đây là một loại thái độ. Thái độ muốn kết giao với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, chuyện thứ hai, tôi hy vọng cô Lý giúp tôi một chuyện. Giúp tôi điều tra buổi đấu giá ở thành phố Nam Kinh 23 năm trước. Lý Gia Hinh đồng ý, chuyện này đơn giản, bây giờ tôi tra giúp anh. Mỗi buổi đấu giá của Sotheby đều được ghi chép lại. Không khó tra ra buổi đấu giá 23 năm trước. Cô ta cầm điện thoại, mở một phần mềm. Tìm kiếm trong đó. 23 năm trước. Chính vào năm 1999. Buổi đấu giá, Giang Nam. Tìm được rồi, tốc độ của Lý Gia Hinh rất nhanh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nhìn sang. Lý Gia Hinh nhướng mày, kỳ quái vậy. Diệp Bắc Minh hỏi, sao thế? Lý Gia Hinh bất ngờ, ghi chép trong buổi đấu giá này bị người ta thủ tiêu rồi. Mặc dù là có buổi đấu giá này, nhưng vật phẩm cụ thể bán đấu giá, còn có danh sách người tham dự đều biến mất. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Quả nhiên như vậy. Lời Lâm Thương Hải nói e rằng là thật. 23 năm trước, tại buổi đấu giá Sotheby ở Giang Nam. Mẹ của anh có mặt tại đó. Mà những người tấn công vây giết mẹ anh cũng có mặt. Có người dùng chút thủ đoạn xóa bỏ ghi chép của buổi đấu giá. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, cáo từ. Lý Gia Hinh nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Bắc Minh, anh Diệp, ở lại ăn bữa cơm chứ. Không cần. Diệp Bắc Minh trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại Lý Gia Hinh ngồi trong phòng VIP, mặt đẹp biến ảo. Sotheby thành lập hơn 100 năm nay, mỗi buổi đấu giá đều được ghi chép lại. Rốt cuộc ai đã thủ tiêu buổi đấu giá 23 năm trước ở Giang Nam kia? Vì sao anh Diệp muốn biết? Rốt cuộc 23 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Lý Gia Hinh nghĩ thế nào cũng không ra, cô ta hạ lệnh, người đâu, đi thăm dò cho tôi. Rốt cuộc buổi đấu giá 23 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh vừa rời khỏi chi nhánh Sotheby Trung Hải. Tô Mạc Già liền gọi điện tới, thiếu soái, vừa nhận được tin tức mới nhất. Sao vậy? Diệp Bắc Minh hỏi. Tô Mạc Già cười nói, thiếu soái, đại hội quân võ bị hủy bỏ rồi. Hủy bỏ, Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Tô Mạc Già gật đầu, đúng vậy, đều do tôi làm bại lộ thân phận thiếu soái. Người tham gia đại hội quân võ biết thực lực khủng khiếp của anh, bọn họ suy đoán,
một khi anh tham gia đại hội quân võ, bọn họ căn bản không có phần thắng. 10 phút trước, Lang quốc, Hùng quốc, Ưng quốc, Đảo quốc Đông Doanh, Tượng quốc, Thúy quốc, toàn bộ đều rút lui khỏi cuộc so tài. Long quốc chúng ta không chiến mà thắng. Tô Mạc Già có chút đắc ý, chúng ta trở thành nước dự thi duy nhất, trực tiếp đạt quán quân. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Trụ sở chính Tổng hội Hiệp hội Võ đạo Long quốc tại Long Đô. Bên trong phòng họp, ảm đạm không ánh sáng. Một đám người đang quan sát video phát trên màn hình lớn. Chính là hình ảnh Diệp Bắc Minh chiến đấu với quân Kiếm Phong. Video ngắn ngủi chưa tới 3 phút. Chiếu khoảng 7-8 lần. Thân pháp nhanh quá, tốc độ nhanh, sức mạnh cũng nhanh, đột nhiên, một người đàn ông trung niên lạnh lùng mở miệng, ba chiêu quân Kiếm Phong ra tay này, nếu võ linh bình thường sẽ bị ông ta trực tiếp đánh chết. Diệp Bắc Minh này nhìn có phần hời hợt, trên thực tế mỗi bước đều làm vô cùng thích hợp. Không lãng phí chút nội lực nào, tất cả đều hoàn mỹ tránh được công kích của quân Kiếm Phong. Đặc biệt là một quyền cuối cùng. Sắc mặt người đàn ông trung niên nặng nề, đã có người giải phẫu thi thể của quân Kiếm Phong, tim ông ta bể nát trong nháy mắt, vô cùng đều nhau. Nói cách khác, Diệp Bắc Minh đã đạt đến đỉnh cao trong khống chế nội lực. Trẻ tuổi, 23 tuổi, yêu nghiệt. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, trong phòng họp tĩnh mịch, một lão giả kỳ quái, thật bất thường, Diệp Bắc Minh từ đâu xuất hiện vậy? Cộp 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 cộp, một loạt tiếng bước chân. Có người tới phân phát cho mọi người trong phòng họp một bộ tài liệu. Trên đó chính là tin tức chi tiết về Diệp Bắc Minh. Còn bổ sung thêm một tấm hình. 23 tuổi, người Giang Nam. Dáng vẻ đó. Rít. Mọi người nhìn thấy hình Diệp Bắc Minh, tất cả đều hít một hơi lạnh. Trong đầu tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên khuôn mặt một người phụ nữ. Nghĩ lại chuyện xảy ra ở thành phố Giang Nam năm đó. Im lặng một hồi. Trông rất giống người phụ nữ đó, có người kinh ngạc nói. Một thành viên cấp cao của Hiệp hội Võ đạo nhướng mày, chẳng lẽ thật sự là con của người phụ nữ khủng khiếp kia? Năm đó lúc chúng ta ra tay, thật trùng hợp bà ta lại đang mang thai. Không thể nào. Chắc chỉ trông giống nhau thôi. Đúng, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Điều tra trước đã rồi nói tiếp, một vài lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Võ đạo khác rối rít lắc đầu. Mọi người cũng cảm thấy chuyện không thể trùng hợp như vậy. Đột nhiên, một lão giả ngồi trong góc lên tiếng, hắc hắc, ngộ nhỡ thật sự là hắn thì sao? Chuyện năm đó của chúng ta, bây giờ nói ra cũng mất mặt. Nếu đứa nhỏ này mà biết mẹ hắn bị chúng ta đối xử như vậy, liệu có báo thù không? Yên lặng. Một lúc sau, một giọng nói lạnh băng truyền tới, vậy thì giết. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Liên lạc với những người khác. Nói với những người có mặt ở đó năm ấy, con của người phụ nữ kia đã quay trở lại rồi. Thiếu soái, anh ở đâu vậy? Tô Mạc Già hỏi. Diệp Bắc Minh nói ra vị trí của mình. Tô Mạc Già khẽ mỉm cười, thiếu soái, đại hội quân võ lần này Long Quốc chúng ta không chiến mà thắng. Mấy vị đại soái của Long Hồn rất vui, đúng lúc anh đang ở Trung Hải, họ lo lắng anh cần dùng người. Cho nên tạm thời giao phân đội nhỏ Long Hồn của Trung Hải cho anh quản lý. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, ồ, phân đội nhỏ của Long Hồn. Đúng vậy, Tô Mạc Già gật đầu. Diệp Bắc Minh suy tư chốc lát, trực tiếp từ chối, tôi không có hứng thú, hay là thôi. Nếu bảo anh kiểm soát đám người Vạn Lăng Phong hay Lâm Thương Hải. Anh còn có chút hứng thú. Một đám binh lính Long Hồn. Diệp Bắc Minh không có một chút hứng thú nào. Có lẽ về sau còn muốn anh huấn luyện binh lính của Long Hồn. Thôi đi. Thứ nhất, lãng phí thời gian. Thứ hai, anh phải tìm tin tức của mẹ. Không thể phân thân. Tô Mạc Già suýt sái quai hàm, thiếu soái, anh từ chối. Đây là văn kiện đỏ của Trung Khu, anh không thể từ chối. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, nếu không thể từ chối, vậy cô nói với bọn họ tôi xin từ chức quân hàm thiếu soái. Hả? Tô Mạc Già càng kinh hãi, con người cô ta co lại. Sắp phát điên rồi. Từ chức quân hàm thiếu soái. Đây chính là quân hàm thiếu soái đó. Rất nhiều người vật lộn cả đời, lập được vô số chiến công, có lẽ không bỏ nổi lên vị trí đó. Diệp Bắc Minh lại muốn từ bỏ. Trong đầu Tô Mạc Già hỗn loạn, qua 2 phút mới hoàn hồn lại.
Cô ta không dám tin đáp lại, thiếu soái, anh chắc chắn. Chắc chắn. Được rồi, tôi sẽ phản hồi lên phía trên, cuối cùng Tô Mạc Già đã chấp nhận sự thật này, cô ta lại chuyển chủ đề, danh sách anh đưa cho tôi cũng đã điều tra xong rồi. Mạng lưới tình báo của Long Hồn trải rộng khắp nơi trên thế giới. Võ giả có danh tiếng. Hơn nữa còn là võ giả có trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu, rất dễ dàng tìm thấy. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, sát ý lạnh như băng, đưa cho tôi cần ngay bây giờ. Được. Tô Mạc Già gật đầu, tôi lập tức đón anh ở đâu? Diệp Bắc Minh nói vị trí của mình. Tốc độ của Tô Mạc Già rất nhanh, trên người cô ta mặc quân trang Long Hồn. Tư thế hiên ngang. Xe dừng bên đường, cô ta đích thân xuống xe, thiếu soái, mời lên xe. Rất nhiều người đi đường mắt sáng lên. Nữ quân nhân quá ngầu. Nhìn trông cô ta rất trẻ. Vậy mà đã là trung tá rồi. Cậu thanh niên kia là ai? Trông rất quen, có người đi đường lưỡng lự. Một người đi đường bừng tỉnh hiểu ra, mẹ kiếp, đây không phải cậu thanh niên giới thiệu sản phẩm đan dưỡng nhan trong buổi họp báo của Dược phẩm Thiên Hương sáng nay sao? Hình như đúng là anh ta. Rất nhiều người kinh hãi. Diệp Bắc Minh đã lên xe, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Diệp Bắc Minh ngồi hàng ghế sau, cầm danh sách trong tay. Thông tin được in trên giấy A4. Phương Kim Minh, đứng thứ 127 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 69 tuổi, hiện sống ở Hà Tây. Tụng Bạc Thiện, đứng thứ 89 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, hiện sống ở Hùng Quốc. Doãn Thiên Hùng, đứng thứ 105 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 85 tuổi, hiện sống ở Trung Hải. Trương Nhất Phong, đứng thứ 103 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 88 tuổi, hiện sống ở Trung Hải. Lưu Bán Thành, đứng thứ 67 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 75 tuổi, hiện sống ở Long Đô. Phong Càn Khôn, đứng thứ 49 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 66 tuổi, hiện sống ở Cảng Đảo. Yagyu Itu Mamoru, đứng thứ 55 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 77 tuổi, hiện sống ở đảo quốc Đông Doanh. Phó Quốc Hoa, Tiêu Thiên Chiến, Hạ Vũ Thần, Lý Kiếm Trần, đứng thứ 8 bảng xếp hạng tông sư, 93 tuổi, hiện sống ở Thục Trung. Diệp Bắc Minh nhìn, danh sách chết, trong mắt đều là khí lạnh. Ngoại trừ người đã mất, còn lại hơn 30 người. Những người này đều đã ra tay với mẹ anh vào 23 năm trước. Trong mắt Diệp Bắc Minh, người xuất hiện trong danh sách chết. Đã là một người chết rồi. Doãn Thiên Hùng, Trương Nhất Phong. Hiện ở Trung Hải. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nhìn vào hai cái tên này. Bọn họ vẫn đang ở Trung Hải. Giọng Diệp Bắc Minh giống như tử thần đòi mạng. Tô Mạc Già bị dọa cho giật mình, tiểu sư bá, anh muốn làm gì? Cô ta chỉ thu thập thông tin của những người này. Chưa từng nghĩ Diệp Bắc Minh thật sự muốn giết họ. Cô ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh nói đùa. Nhưng nhìn thấy sát ý từ trên người Diệp Bắc Minh tỏa ra, đây chắc chắn không phải nói đùa. Giết người. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ. Rồi sau đó hạ lệnh, lái xe, đi đến nhà Doãn Thiên Hùng. Cái gì? Tô Mạc Già hoàn toàn ngơ ngác. Nhà họ Doãn ở Trung Hải. Vườn hoa phía sau. Đây là lâm viên mang phong cách Trung Hoa. Phong cách cổ, hòn non bộ, ao hồ, đình nghỉ mát, tùng bách. Cái gì cần có đều có. 5 năm trước Doãn Thiên Hùng đã rửa tay gác kiếm, thôi giữ chức trong Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc. Rời khỏi giới võ đạo. Hiện đang ở trong nhà dắt chó đi dạo và nuôi cá, không quan tâm đến tranh chấp ngoại giới. Doãn Thiên Hùng vừa đánh cờ vừa nghe con trai báo cáo, bố, Diệp Bắc Minh đó quả thật quá mạnh. Quân Kiếm Phong và Diệp Bắc Minh đánh nhau, Diệp Bắc Minh còn nhường Quân Kiếm Phong 3 chiêu. Cuối cùng vẫn bị Diệp Bắc Minh một quyền đánh chết. Doãn Thiên Hùng cười lắc đầu, con nghĩ bố già rồi sao? Bây giờ Quân Kiếm Phong là người đứng đầu Trung Hải, Diệp Bắc Minh mà con nói, bố chưa từng nghe qua. Hắn có thể một quyền đánh chết Quân Kiếm Phong. Con biết một quyền đánh chết Quân Kiếm Phong thì cần thực lực gì không? Ít nhất đứng top 50 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Con nói xem Diệp Bắc Minh mới 23 tuổi, sao có thể chứ? Doãn Thiên Hùng căn bản không tin. Bình tĩnh nghiên cứu sách dạy đánh cờ. Chắc chắn con trai đang lừa mình. Thật sự coi mình là lão già hồ đồ sao? Hơn nữa,
ông ta đã về hưu. Tình hình giới võ đạo như nào có liên quan gì đến ông ta? Nhưng trong tích tắc, một giọng nói lạnh băng truyền tới, ông chính là Doãn Thiên Hùng. Soạt. Doãn Thiên Hùng quay đầu, kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy một thanh niên đang đứng trên hòn non bộ trong vườn hoa nhà mình. Đứng chắp tay. Lạnh lẽo nhìn ông ta giống như thần chết. Cậu là người phương nào? Doãn Thiên Hùng cả kinh. Với thực lực của ông ta, vậy mà lại không phát hiện có người xông vào vườn hoa. Người đàn ông trung niên bên cạnh kinh hãi, con ngươi như sắp bùng nổ, kinh hãi hô lên, bố, đây chính là Diệp Bắc Minh con vừa nói. Chính hắn một quyền đánh chết Quân Kiếm Phong. Trong mắt Doãn Thiên Hùng đều là hoảng sợ, cái gì? Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chẳng buồn giải thích, lạnh lùng mở miệng, Doãn Thiên Hùng, ông còn nhớ không? Buổi đấu giá Sotheby 23 năm trước. Một người phụ nữ mang thai. Con người Doãn Thiên Hùng co lại. Trong mắt theo bản năng lóe lên vẻ hốt hoảng, cậu thanh niên, cậu đang nói gì vậy? Lão Phu không hiểu. Cái gì mà 23 năm trước, cái gì mà buổi đấu giá Sotheby? Lão Phu không hiểu cậu có ý gì. Ông sẽ biết ngay thôi, Diệp Bắc Minh bước ra. Từ trên cao đạp một cước. Như Thái Sơn ép xuống. Doãn Thiên Hùng nhìn thấy cảnh tượng này thì giận tím mặt, quát lớn, giỏi lắm nhóc con, bí mật xông vào phủ đệ nhà họ Doãn, còn dám dùng chân đạp Lão Phu. Cậu coi chỗ này là nơi nào vậy? Gầm. Một tiếng gào thét. Quần áo trên người Doãn Thiên Hùng đều nổ tung, lộ ra bắp thịt màu đồng. Vị võ giả kinh khủng 85 tuổi lại còn có sức mạnh bộc phát này. Bùm. Một chân Diệp Bắc Minh hạ xuống, dẫm lên đầu Doãn Thiên Hùng. Máu tươi tung tóe, toàn thân Doãn Thiên Hùng không có sức lực, ngay cả cơ hội thi triển cũng không có. Gân mạch trong nháy mắt bị đánh vỡ, nằm trên đất. Miệng hộc máu, trên nét mặt già nua đều là vẻ hoảng sợ. Ông ta lại bị cậu thanh niên này phế một chân. Một chân Diệp Bắc Minh giẫm trên đầu Doãn Thiên Hùng. Bố, người đàn ông trung niên toàn thân run rẩy, nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn thần chết. Cậu rốt cuộc là ai? Doãn Thiên Hùng thoi thóp. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, người phụ nữ kia là mẹ tôi. Doãn Thiên Hùng trợn tròn mắt, cái gì? Cậu là con trai bà ta? Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi, buổi đấu giá Sotheby 23 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doãn Thiên Hùng vội vàng nói, Diệp Bắc Minh, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tôi. Bùm! Một chân Diệp Bắc Minh đạp xuống. Tiếng răng rắc giòn giã. Bả vai Doãn Thiên Hùng trong nháy mắt lõm xuống, xương cốt nổ bùm. Bắp thịt bị xé toạc. Máu tươi tung tóe. A! À, Doãn Thiên Hùng ngay cả một câu nói cũng chưa nói xong, hét thảm đầy đau đớn, sống không bằng chết. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, tôi cho ông giải thích chuyện xảy ra 23 năm trước, không phải cho ông biện minh. Chân anh hạ xuống đầu Doãn Thiên Hùng. Cơ hội lần hai. Không nói rõ ràng sẽ đạp bể đầu ông. Rít. Doãn Thiên Hùng hít một hơi lạnh. Toàn thân run rẩy. Nhân vật hàng đầu đã từng làm rung chuyển giới võ đạo, lúc này lại run rẩy giống như chim cút. Cậu thanh niên trước mắt giống như thần chết vậy. Quá đáng sợ. Doãn Thiên Hùng cũng không có bất kỳ may mắn nào. Ông ta hét lớn, 23 năm trước có một người phụ nữ cầm đan dược xuất hiện ở buổi đấu giá Sotheby. Đan dược đó cả đời chúng tôi chưa từng được nhìn thấy. Loại khí tức đó, hoa văn trên đan dược khiến tất cả mọi người phát điên. Chúng tôi không tìm được thứ đồ người phụ nữ kia cần, vì vậy trong một đêm mưa đã chuẩn bị liên thủ giết bà ta. Bùm! Nghe đến đây, con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Một cước đạp nát bắp đùi của Doãn Thiên Hùng. A! À, Doãn Thiên Hùng đau thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, trong miệng đều là máu, tôi đã nói cho cậu rồi, cậu còn muốn thế nào? Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi, ông ra tay không? Có ra tay, tôi đâm bà ta một kiếm, Doãn Thiên Hùng trả lời. Tim Diệp Bắc Minh co rút lại. Bùm! Lại là một cước rơi xuống. A! À, Doãn Thiên Hùng lại không kiểm soát được, điên cuồng cầu xin tha thứ, xin tha mạng. Diệp Bắc Minh, tôi chỉ đâm bà ta một kiếm mà thôi. Thực lực của bà ta rất đáng sợ, tôi không sờ vào nổi. Buổi tối hôm đó có rất nhiều người vây bắt. Không những có người của giới võ đạo, còn có người của gia tộc cổ võ, mọi người đều rất điên cuồng, chết thảm, cuối cùng tôi chỉ được chia một viên đan dược, những thứ khác bị bọn họ cầm đi rồi.
Thật đấy, tin tôi đi. Ầm 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 ầm. Đầu Doãn Thiên Hùng điên cuồng đập xuống đất, không ngừng dập đầu. Diệp Bắc Minh, cậu tin tôi đi, thật sự không liên quan quá lớn đâu. Trong tiếng cầu xin tha thứ của Doãn Thiên Hùng, đinh đinh đinh, điện thoại di động của ông ta vang lên. Bầu không khí quỷ dị lan tràn trong vườn hoa nhà họ Doãn. Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, nghe. Vâng. Doãn Thiên Hùng run rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Run rẩy nói, alo. Người bên kia điện thoại ngây ra, kỳ quái nói, trưởng lão Doãn, ông sao thế? Giọng nói không đúng lắm. Doãn Thiên Hùng cố nén đau đớn, cắn răng nói, tôi, không sao, gần đây bị cảm. Đầu dây bên kia, ồ, một tiếng, sau đó giọng nói trầm xuống, xảy ra chuyện lớn rồi, ông còn nhớ chuyện của 23 năm trước chứ? Hôm nay có một cậu thanh niên tên Diệp Bắc Minh xuất hiện ở Trung Hải chúng ta. Chúng tôi xem hình của hắn, trông rất giống người phụ nữ của 23 năm trước. Chúng tôi nghi ngờ Diệp Bắc Minh rất có thể chính là con trai của người phụ nữ kia. Vì vậy, chúng tôi quyết định diệt trừ Diệp Bắc Minh trước. Dù hắn không phải con trai người phụ nữ kia, mọi người cũng đã nghiên cứu qua, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Doãn Thiên Hùng há hốc miệng, một câu cũng không nói thành lời. Ông ta không biết nên nói gì. Diệp Bắc Minh ở đây, ông ta nào dám mở miệng. Im lặng. Một lát sau. Alo, Doãn trưởng lão, ông có nghe không? Doãn Thiên Hùng run rẩy trả lời, tôi đang nghe. Đầu dây bên kia có người nói, được, ông ở Trung Hải, tốt nhất điều tra tung tích về Diệp Bắc Minh trước đi. Đã có người xuất phát chuẩn bị đến Trung Hải giết hắn rồi. Tốt nhất ông nên tìm thất Diệp Bắc Minh trước. Diệp Bắc Minh trả lời, không cần tìm, tôi đã ở đây rồi. Tôi đã lấy được danh sách người đã ra tay với mẹ tôi rồi, các người chờ đi, tôi giết từng người một. Soạt. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Tút tút tút. Trực tiếp cúp máy. Diệp Bắc Minh lạnh lẽo nói, ông còn biết gì nữa không? Ầm 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 ầm. Doãn Thiên Hùng không ngừng dập đầu, máu tươi chảy ròng ròng, tôi chỉ biết nhiêu đó, thật đấy. Năm đó tôi thực sự chỉ đâm bà ta một kiếm, chia được một viên thuốc, không có gì khác. Một kiếm đã đủ khiến ông chết rồi. Lời vừa dứt, Diệp Bắc Minh một cước đạp vào ngực Doãn Thiên Hùng. Bố, người đàn ông trung niên hét thảm một tiếng, đứng được tại chỗ. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn ông ta một cái. Chạm kế tiếp, Trương Nhất Phong nhà họ Trương. Nợ máu phải trả bằng máu. Trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo Long Đô. Trong khoảnh khắc cúp điện thoại, sắc mặt người đàn ông trung niên ngồi trong phòng làm việc cực kỳ khó coi. Bùm! Một trưởng giáng xuống, chia năm xẻ bảy bàn làm việc bằng gỗ đỏ. Phó Quốc Hoa, một trong những nguyên lão Tổng hội Hiệp hội Võ Đạo, chính là Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Phó Hội trưởng, sao vậy? Mọi người đều nhìn qua. Phó Quốc Hoa chậm rãi mở miệng, Diệp Bắc Minh đã biết chúng ta rồi, vừa mới đây tôi và Doãn Thiên Hùng gọi điện thoại. Diệp Bắc Minh ngay ở bên cạnh. Doãn Thiên Hùng chết rồi. Trong phòng họp hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì? Sao có thể nhanh như vậy? Con mắt mọi người đều nhíu lại. Phó Quốc Hoa quét mắt nhìn mọi người, Diệp Bắc Minh nói hắn đã có được danh sách người ra tay với mẹ hắn rồi, hắn muốn giết sạch từng người chúng ta. Hắn dựa vào cái gì vậy? Diệp Bắc Minh có thể giết sạch chúng ta. Nằm mơ đi. Mọi người trong phòng họp đều khinh thường cười nhạt. Một Diệp Bắc Minh có thể chấn động đến bọn họ. Phải biết rằng bọn họ gần như đại diện cho toàn bộ Long Quốc, thậm chí là toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo Á Châu. Đột nhiên, Tiêu Thiên Chiến mở miệng, đừng quên hắn là con trai của người phụ nữ đó. Thật sự hắn có cơ hội làm được. Trong nháy mắt, phòng họp tĩnh mịch, nhớ đến người phụ nữ kinh khủng năm đó, tất cả mọi người đều cảm giác xương sống phát rét. Sợ hãi. Kinh hoàng, run rẩy. Bọn họ không sợ Diệp Bắc Minh, nhưng chắc chắn là sợ người phụ nữ kia. Đây chính là ác mộng suốt đời của bọn họ. Hạ Vũ Thần cắn răng nói, chư vị, tài liệu về Diệp Bắc Minh, trong một giờ đồng hồ trôi qua, chắc mọi người đã xem kỹ. 5 năm trước, Diệp Bắc Minh vẫn là một tên phế vật. 5 năm sau, hắn có thể dùng một quyền giết chết Quân Kiếm Phong trong nháy mắt. Trong 5 năm này, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Vẫn tĩnh mịch, nhưng ánh mắt mọi người ở đây đều lóe sáng.
Hạ Vũ Thần tiếp tục nói, nếu như chúng ta lấy được bí mật trên người Diệp Bắc Minh, giành được phương pháp tu luyện của hắn. Có lẽ chuyện này đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội. Soạt, mười mấy người đều nhìn lại. Cơ hội. Đúng vậy, chắc chắn là một cơ hội. Có lẽ sẽ khiến thực lực võ đạo của bọn họ cao hơn một bậc. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức trở nên nóng bỏng. Thậm chí có người thở hổn hển. Phù phù phù. Hạ Vũ Thần cắn răng, 23 năm trước, chúng ta có thể giết mẹ hắn. 23 năm sau, chúng ta cũng có thể giết hắn. Nhà họ Trương, vùng ngoại ô Trung Hải. Cái gì? Doãn Thiên Hùng chết rồi. Sau khi Trương Nhất Phong nhận được điện thoại của Phó Quốc Hoa, lập tức hoảng hốt. Trên khuôn mặt già nua đều là vẻ không dám tin, sao có thể chứ? Doãn Thiên Hùng chết như thế nào? Phó Quốc Hoa nói nhanh, con của người phụ nữ 23 năm trước quay về báo thù. Người phụ nữ đó. Trương Nhất Phong ngược lại hít một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Được, 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 không thành vấn đề. Được, ok, tôi biết rồi. Trương Nhất Phong liên tục gật đầu. Sau khi cúp máy, lúc ông ta xoay người về phòng mình, mở két sắt. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Trương. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, Trương Nhất Phong, ông chuẩn bị đi đâu? Con người Trương Nhất Phong có rút kịch liệt. Chỉ thấy một cậu thanh niên đang nghênh ngang ngồi trước bàn đọc sách làm từ gỗ đỏ, mặt tươi cười nhìn mình. Diệp Bắc Minh. Trương Nhất Phong kinh hãi. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, xem ra ông đã nhận được tin tức, biết tôi là ai chưa? Nói cho tôi biết chuyện xảy ra 23 năm trước, tôi có thể giữ lại một mạng cho ông. Cút. Trương Nhất Phong quát một tiếng, giơ tay túm lấy Diệp Bắc Minh. Một luồng nội kình đáng sợ trào dâng mãnh liệt trong thư phòng. Ầm, 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 ầm. Số lượng lớn bình sứ cổ xung quanh nổ tung. Những bức tranh nổi tiếng dưới nội lực đều hóa thành mảnh vụn. Diệp Bắc Minh vẫn ngồi đó, bình tĩnh nhìn Trương Nhất Phong đang đánh tới. Một tiếng keng vang thật lớn. Bàn gỗ đỏ bên cạnh Diệp Bắc Minh tách ra, bay về hai phía, Trương Nhất Phong cũng lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, móng vuốt chụp vào cổ họng anh. Mắt thấy sắp bóp vỡ cổ họng Diệp Bắc Minh. Bùm! Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh ra tay, dùng chân đá ra. Rơi vào ngực Trương Nhất Phong. Vị cường giả hàng đầu đứng thứ 103 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một cước. Đạp vỡ gân mạch trên cơ thể ông ta. Trương Nhất Phong nằm trên đất, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bắc Minh, chỉ vào anh, mày, mày, dùng công phu gì? Sao mày có thể mạnh như vậy? Một cước đạp đứt gân mạch toàn thân. Quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh ngồi ở đó, vẻ mặt lạnh như băng, bình tĩnh hỏi, cho ông một cơ hội, trả lời vấn đề của tôi cho ông được sung sướng. Nếu không tôi diệt toàn tộc nhà họ Trương ông. Cơ thể già nua của Trương Nhất Phong run rẩy, thanh niên tàn bạo trước mắt này đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của ông ta. Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn thần chết. Trương Nhất Phong trong nháy mắt chịu khuất phục, cậu hỏi đi. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, ông vẫn thông minh hơn Doãn Thiên Hùng nhiều. Tiếp theo, Diệp Bắc Minh hỏi Trương Nhất Phong chuyện xảy ra vào 23 năm trước. Tình huống chủ yếu không khác với những gì Lâm Thương Hải nói. Xem ra Lâm Thương Hải cũng không nói dối. Ông ta thật sự đã cứu mẹ mình. Điểm khác biệt duy nhất chính là mẹ của Diệp Bắc Minh được một người thần bí cứu đi, đám người Trương Nhất Phong cũng không tìm được bà. Về sau nghe nói mẹ Diệp Bắc Minh xuất hiện ở Long Đô. Người trong danh sách này đều ra tay. Diệp Bắc Minh nâng tay lên, lấy ra danh sách chết. Trương Nhất Phong quét mắt nhìn, về cơ bản đều ở trên đó. Về cơ bản, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Trương Nhất Phong giải thích, ngoại trừ người của giới võ đạo, còn có người của gia tộc cổ võ, một đám người đông doanh cũng từng ra tay. Gia tộc cổ võ, người đông doanh. Đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh dựng thẳng, ai? Trương Nhất Phong cười khổ lắc đầu, cái này tôi thật sự không biết, tôi chỉ có trách nhiệm tham dự, chi tiết cụ thể tôi không có tư cách thảo luận. Phía bên người đông doanh hình như là gia chủ bây giờ của gia tộc Chi Ba. Gia tộc Chi Ba. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhớ kỹ cái này. Người tham gia thảo luận giết mẹ tôi có những ai? Diệp Bắc Minh biết những người này mới là đầu sỏ. Mấy người khác cùng lắm cũng chỉ là con dao. Trương Nhất Phong run rẩy trả lời,
Phó hội trưởng Phó Quốc Hoa chắc hẳn biết, đêm hôm đó chính ông ta đã liên lạc với mọi người. Ông còn biết gì nữa? Trương Nhất Phong nằm trên đất, thê thảm nói, Diệp Bắc Minh, tôi thật sự chỉ biết đến vậy. Diệp Bắc Minh cầm điện thoại của Trương Nhất Phong lên, hỏi mật mã của ông ta. Ông biết phải làm sao rồi chứ? Đừng để tôi lại đến nhà họ Trương các người. Bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Trương Nhất Phong bất đắc dĩ cười khổ, tôi biết rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, nét mặt già nua của ông ta đầy thê lương, Trương Nhất Phong tôi cả đời chưa từng làm chuyện xấu, duy chỉ có 23 năm trước. Ha 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 ha, báo ứng, báo ứng. Đốt một ngọn lửa. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh ra khỏi nhà họ Trương. Sau lưng ánh lửa ngút trời. Nhà họ Trương sôi trào. Tô Mạc Già lái xe, chờ đợi ven đường, sau khi Diệp Bắc Minh lên xe, cô ta đúng lúc nhìn thấy ánh lửa đầy trời. Tiểu sư bá, anh thật sự giết Doãn Thiên Hùng và Trương Nhất Phong. Diệp Bắc Minh gật đầu. Giết. Tô Mạc Già ngược lại hít một hơi lạnh, giới võ đạo sắp có địa chấn rồi, Quân Kiếm Phong, Doãn Thiên Hùng, Trương Nhất Phong đều là nhân vật hàng đầu đứng khoảng 100 trong bảng xếp hạng tông sư. Trong một ngày, tất cả đều chết trong tay anh. Diệp Bắc Minh không nói gì. Mở khóa điện thoại của Trương Nhất Phong. Mở lịch sử cuộc gọi, quả nhiên có một số điện thoại gọi đến từ một phút trước. Anh trực tiếp mở loa ngoài. Tút tút tút. Khoảng 30 giây sau, đối phương nghe điện thoại. Diệp Bắc Minh và người đầu dây giống như có dòng điện cảm ứng, không ai nói chuyện. Một phút sau, đối diện truyền đến giọng một người đàn ông, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ cười, Phó Quốc Hoa. Phó Quốc Hoa cười lớn, ha 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 ha, giỏi lắm nhóc con, mày đoán ra được lão phu. Tốc độ của mày đúng là khiến người ta kinh ngạc. Tôi cho ông một cơ hội, nói cho tôi biết đêm hôm đó còn ai ra tay với mẹ tôi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, tôi giữ lại toàn thây cho ông. Toàn thây. Trong giọng nói của Phó Quốc Hoa mang theo vẻ dữ tợn, Diệp Bắc Minh, mày tưởng mình là ai? Mày định đoạt được giới võ đạo? Diệp Bắc Minh lạnh giọng mở miệng, ông không nói cũng được, tôi sẽ tìm tất cả các người. 29 người trong danh sách, một người tôi cũng không tha. Anh nhếch miệng cười như thần chết. Tôi sẽ lại đến Long Đô, ông chờ tôi. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Phó Quốc Hoa ngây người, ông ta còn muốn nói thêm đôi câu. Nhưng Diệp Bắc Minh lại cúp máy. Lúc này, sau lưng Phó Quốc Hoa không hiểu sao dâng lên khí lạnh, khiến ông ta dựng tóc gáy. Không lạnh mà run. Gặp quỷ rồi. Phó Quốc Hoa cắn răng, tên nhãi này dựa vào đâu mà dở giọng điệu này nói chuyện với mình. Đáng chết. Một tên nghiệt chủng mà thôi, lẽ nào thật sự có thể giết tất cả mọi người. Trong lòng tức giận. Một lát sau, Phó Quốc Hoa lại cầm điện thoại, gọi vào một số alo. Mấy người cố gắng trốn đi, thực lực của Diệp Bắc Minh này vượt quá những gì chúng ta tưởng tượng đấy. Trong một ngày ngắn ngủi, đệ nhất Trung Hải quân Kiếm Phong chết. Lão gia chủ nhà họ Doãn, Doãn Thiên Hùng chết. Lão gia chủ nhà họ Trương, Trương Nhất Phong chết. Giới võ đạo Trung Hải lập tức sôi sùng sục. Tại sao có thể như vậy? Nghe nói có một người tiến vào nhà họ Doãn, đánh chết ông cụ Doãn. Mà ông cụ Trương chết trong trận hỏa hoạn. Thư phòng hóa thành cho, đưa đi bệnh viện cấp cứu mới phát hiện, gân mạch toàn thân ông cụ Trương nát hết. Có người nghi ngờ, không biết phải Diệp Bắc Minh làm không nhỉ? Không thể nào. Đùa gì thế, trong một ngày Diệp Bắc Minh giết liên tiếp 3 người. Tuyệt đối không thể nào. Hơn phân nửa là kẻ địch báo thù. Vô số người trong giới võ đạo đang bàn luận. Ngay cả giới nhà giàu Trung Hải cũng sôi sùng sục. Đối với người bình thường mà nói. Mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh ngồi ở trong xe, nhìn danh sách trong tay. Sau tên của Doãn Thiên Hùng và Trương Nhất Phong lại có thêm một người. Còn 27 người. Nghe đến đây, Tô Mạc Già kinh hãi. Thông tin trong danh sách này là cô ta thu thập cho Diệp Bắc Minh. Lời này của Diệp Bắc Minh là có ý gì? Còn 27 người. Tô Mạc Già nghĩ đến hậu quả đáng sợ, vội vàng hỏi, tiểu sư bá, anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh muốn giết hết người trong danh sách này? Diệp Bắc Minh gật đầu, không sai. Tô Mạc Già sắp phát điên rồi, cô ta vội vàng nói, tiểu sư bá, anh đừng kích động. Tôi không biết anh có thực lực gì, có lẽ anh thật sự có thể giết sạch bọn họ.
nhưng vì giới võ đạo Long Quốc, anh không thể giết bọn họ. Diệp Bắc Minh nhướng mày, ồ. Tô Mạc Già nói nhanh, Doãn Thiên Hùng, Trương Nhất Phong còn may, chỉ là gia tộc võ đạo bình thường. Quân Kiếm Phong đã là hàng ngũ thế gia. Quân Kiếm Phong chết trên đài võ đạo, không có lý do làm gì anh. Nhưng nếu anh giết những người còn lại trong danh sách, nhất định sẽ khiến nhiều người tức giận. Những người này thân phận địa vị rắc rối phức tạp, cuối cùng nói không chừng có người muốn gây áp lực tới Long Hồn. Đến khi đó, Long Hồn không bảo vệ nổi cho anh đâu. Diệp Bắc Minh ra vẻ thờ ơ. Thù của bố mẹ không thể nào không báo. Nhìn thái độ này của Diệp Bắc Minh, Tô Mạc Già gấp gáp. Tút tút tút. Lúc này, điện thoại của Diệp Bắc Minh reo lên, Chu Nhược Giai gọi đến, mời anh cùng ăn cơm tối. Diệp Bắc Minh đồng ý, bảo Tô Mạc Già dừng xe, chạy thẳng đến trường Đại học Trung Hải. Sau khi Diệp Bắc Minh đi, Tô Mạc Già vô cùng gấp gáp, gọi một cuộc điện thoại về Long Đô. Alo, sư phụ, chuyện lớn rồi, tiểu sư bá giết Doãn Thiên Hùng và Trương Nhất Phong. Anh ta còn nói muốn giết chết tất cả người trong danh sách chết, giết hết toàn bộ, Tô Mạc Già vội vàng nói. Lục Tuyết Kỳ nghe xong, khẽ nhíu mày, Mạc Già, con đừng có gấp, cái gì mà danh sách chết, xảy ra chuyện gì thế? Tô Mạc Già kể hết mọi chuyện cho Lục Tuyết Kỳ. Sau khi Lục Tuyết Kỳ nghe xong, con ngươi lóe lên. Cô ấy trầm ngâm, sau đó gật đầu, được rồi, sư phụ đã hiểu. Sư phụ, người không ngăn cả tiểu sư bá sao? Tô Mạc Già vội hỏi. Lục Tuyết Kỳ thản nhiên cười, tiểu sư đệ muốn giết người, tại sao sư phụ phải ngăn cản? Nếu nó cần, nhớ phải giúp nó giết. Cái gì? Tô Mạc Già ngây ra. Tình huống gì vậy? Sư phụ, nếu những người này chết, cao thủ võ đạo Long Quốc chúng ta sẽ không còn, đến lúc đó giới võ đạo sẽ loạn hết lên đấy. Lục Tuyết Kỳ cười ngạo nghễ, dù khắp thiên hạ loạn, vậy thì đã sao? Tiểu sư đệ muốn giết thì để nó giết. Xảy ra chuyện, sư phụ chịu trách nhiệm. Diệp Bắc Minh đến cửa Đại học Trung Hải. Chu Nhược Giai đã chờ từ lâu. Tô Ấu Ninh cũng ở bên cạnh. Cả hai đều ăn mặc trẻ trung và xinh đẹp. Nếu xét về khuôn mặt và vóc dáng, Chu Nhược Giai vẫn hơn một bậc. Xe taxi dừng lại. Thấy Diệp Bắc Minh xuống xe, Chu Nhược Giai trực tiếp nhào vào lòng anh Bắc Minh. Bên đường lập tức truyền đến ánh mắt ghen tị. Tô Ấu Ninh cười chào hỏi, Diệp Bắc Minh, chào anh, lại gặp mặt rồi. Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu. Nhược Giai, muốn đi đâu? Chu Nhược Giai ôm cánh tay Diệp Bắc Minh, em muốn đi dạo phố, lâu rồi không đi. Được, chúng ta đi dạo phố. Diệp Bắc Minh gật đầu đầy cương triều. Quả thật khác hẳn với sự quyết đoán sát phạt khi đối mặt với kẻ thù. Ba người đi đến phố đi bộ xa hoa nhất ở Trung Hải. Có các loại thương hiệu nổi tiếng, khách sạn hàng đầu, cái gì cần có đều có. Chỉ cần là đồ Chu Nhược Giai thích, Diệp Bắc Minh đều quẹt thẻ không chớp mắt. Trong hơn một tiếng ngắn ngủi đã tốn trên 1 triệu. Tô Ấu Ninh sợ đến ngây người. Suy nghĩ kỹ thì ở buổi đấu giá Sotheby, Diệp Bắc Minh đã dám thét giá 100 tỷ, tuyệt đối không phải người bình thường. 2 ngày nay Tô Ấu Ninh đã truy hỏi Chu Nhược Giai vô số lần, Diệp Bắc Minh là ai? Nhưng Chu Nhược Giai không nói cho cô ta biết. Khiến cô ta cũng không biết làm sao. Cùng lúc đó, Ngụy Yên Nhiên và một khách hàng vừa ký xong một đơn hàng, đi ra từ một khách sạn cao cấp. Ánh mắt liếc qua, vừa vặn nhìn thấy Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai thân mật đi ra từ thang máy dưới tầng. Ngụy Yên Nhiên ngơ ngác, anh Diệp, sao anh ta lại ở đấy? Cô gái bên cạnh là ai? Trong chớp mắt này, Ngụy Yên Nhiên lại không biết làm sao. Hít thở cũng trở nên dồn dập. Cô ta có chút phiền não, có chút tức giận. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ thiệt hơn. Cô ta nghĩ ngợi trong chốc lát, hít sâu một hơi, cầm điện thoại gọi điện cho Diệp Bắc Minh. Điện thoại được kết nối. Ngụy Yên Nhiên dò hỏi, anh Diệp, anh đang làm gì vậy? Diệp Bắc Minh không chút giấu giếm, tôi đang đi dạo phố với bạn gái, cô có việc gì sao? Bạn gái? Ánh mắt Ngụy Yên Nhiên chua xót. Cô ta im lặng chừng 10 giây mới nghĩ ra được một lý do, tối nay có buổi dạ tiệc, anh có đến tham gia không? Bởi vì công hiệu của đan dưỡng nhan thực sự quá lợi hại, bây giờ tôi đã ngồi chắc trên vị trí chủ tịch công ty dược phẩm Thiên Hương. Ngụy Tử Khanh cũng thê thảm chạy về Long Đô rồi. Cả công ty dược phẩm Thiên Hương, bây giờ do tôi quyết định. Anh Diệp,
nếu không phải có đan dưỡng nhan của anh, chắc chắn tôi không có địa vị như bây giờ, Ngụy Yên Nhiên cảm kích nói. Cô ta vẫn hy vọng buổi tối Diệp Bắc Minh có thể đến dự tiệc. Diệp Bắc Minh từ chối nói, thôi bỏ đi, công ty dược phẩm Thiên Hương vốn không có quan hệ gì với tôi. Tôi cũng nợ cô một ân tình, chỉ đến đây thôi. Chỉ đến đây thôi. Bốn chữ này, đã làm tổn thương trái tim Ngụy Yên Nhiên. Cô ta cay sống mũi, sắp òa khóc luôn rồi. Nữ thư ký bên cạnh cũng nhìn ra tình hình không đúng. Ngụy Yên Nhiên cố nở nụ cười, được, vậy, liên lạc sau nhé. Được. Diệp Bắc Minh tắt máy. Chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai dần đi xa. Đúng thế, mình và anh ta vốn không có quan hệ gì. Ngụy Yên Nhiên, mày suy nghĩ viển vông đơn phương làm gì? Đi dạo một vòng, ba người tìm một nhà hàng dùng bữa. Diệp Bắc Minh mua sắm một lúc hết mấy triệu. Đều là hàng hiệu cao cấp. Đã là phụ nữ của mình, cũng là hôn sự mà bố mẹ nuôi định cho anh, Diệp Bắc Minh cũng không từ chối. Chỉ là, hiện tại anh không thể kết hôn. Cho nên chỉ có thể bù đắp cho Chu Nhược Giai về mặt vật chất. Vừa ngồi xuống, Diệp Bắc Minh liền nói, Nhược Giai, có lẽ anh phải rời khỏi Trung Hải một thời gian. Ừm. Chu Nhược Giai gật đầu, ngoan ngoãn cười nói, em đợi anh về. Tô Ấu Ninh bất ngờ, Nhược Giai, sao cậu không hỏi anh ấy đi đâu? Chu Nhược Giai lắc đầu, anh Bắc Minh phải đi làm việc quan trọng, mình hỏi nhiều vậy làm gì? Anh ấy làm xong việc, sẽ tự về tìm mình. Cô rất hiểu chuyện. Tô Ấu Ninh trợn trừng mắt. Cậu nghĩ thoáng thật đấy. Diệp Bắc Minh bắt đầu gọi món, tôm hùm, gan ngỗng, bào ngư, mỗi món một phần. Và mở cả một chai rượu vang Lafite. Bỗng nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cảm nhận được chưa? Cách đây 300 mét, có người đang theo dõi cậu. Diệp Bắc Minh có cùng cảm nhận với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Lúc này, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa nhà văn phòng đối diện qua khung cửa sổ sát đất khổng lồ của nhà hàng. Soạt, một bóng người lóe lên rồi biến mất. Đáng chết, sao đột nhiên hắn lại nhìn về bên này? Là trực giác của võ giả ư, người đàn ông Đông Doanh rất bất ngờ. Đã bị phát hiện, hắn không thể tiếp tục theo dõi Diệp Bắc Minh, bèn quay người bỏ đi. Người Đông Doanh, Diệp Bắc Minh hơi kích động trong lòng, lập tức đứng lên. Nhược Giai, anh còn có chuyện phải đi trước đây. Chu Nhược Giai đứng lên, kéo cánh tay của Diệp Bắc Minh, đợi đã. Sao thế? Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ. Chu Nhược Giai trực tiếp hôn anh. Đến 3 phút mới buông anh ra. Khuôn mặt đỏ bừng. Rất nhiều người trong nhà hàng đều nhìn sang bằng ánh mắt ghen tị. Chu Nhược Giai quá đẹp, một đại mỹ nữ như vậy lại chủ động hôn Diệp Bắc Minh, có ai mà không ghen tị. Chu Nhược Giai đỏ mặt. Chớp đôi mắt to, vành tai đỏ bừng, anh Bắc Minh, anh đi đi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, vuốt lại mái tóc cho cô, đợi anh quay lại nhé. Vâng. Chu Nhược Giai thánh thót trả lời một câu. Đợi khi Diệp Bắc Minh đi khỏi, Tô Ấu Ninh hơi bất ngờ, Nhược Giai, sao cậu lại cho anh ấy đi như vậy? Khó khăn lắm anh ấy mới đến Trung Hải một lần, để anh ấy ở bên cậu nhiều hơn chứ. Cũng nên hâm nóng tình cảm của hai người. Chu Nhược Giai mỉm cười, khẽ lắc đầu, Ấu Ninh, cậu không hiểu đâu, đàn ông như anh Bắc Minh, trong lòng có mình là đủ rồi. Anh ấy là chân long, mình không giữ được anh ấy. Tô Ấu Ninh nghi hoặc, rốt cuộc anh ấy là ai? Cậu đoán xem. Chu Nhược Giai mỉm cười thần bí. Nếu muốn đến tòa nhà đối diện, đi xuống tầng rồi đi qua đó, chắc chắn là không kịp. Diệp Bắc Minh đi thang máy lên thẳng sân thượng. Mấy bảo vệ đang tuần tra. Sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, tất cả đều đi đến, nhà hàng cấm khách hàng lên sân thượng, mời anh xuống ngay lập tức. Diệp Bắc Minh không thèm để ý những người bảo vệ này, bước một bước lao ra. Đến sát mép sân thượng, nhảy vụt lên. Vãi! Nhảy lâu rồi. Mấy tên bảo vệ đều sợ ngẩn người, lao đến bên rìa sân thượng nhìn xuống phía dưới. Ấy! Anh ta đâu rồi? Một bảo vệ trong đó chỉ tay về phía đối diện, hàm răng run lập cập đang ở tòa nhà đối diện. Cái gì? Mấy tên bảo vệ kinh hãi nhìn qua. Nhìn thấy trên sân thượng tòa nhà đối diện có một bóng người mau chóng rời đi. Tất cả mọi người đều trố mắt, tê dại ra đầu. Có còn là người không?
hai tòa nhà ít nhất cũng cách nhau 200 mét. Chỉ một cú lấy đà đã nhảy qua đó. Nếu tham gia Thế vận hội Olympic, chẳng phải sẽ trực tiếp đoạt quán quân sao? Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, đến bên ngoài một căn phòng. Cánh cửa đóng hờ, đẩy nhẹ một cái là mở, bên trong trống không. Không có một ai. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, vừa nãy lỡ mất 3 phút với Nhược Giai, hắn chạy mất rồi. Tháp Càn Khôn Trấn do dự, cậu nhóc, thực ra cậu muốn tìm được người theo dõi cậu cũng không phải không được. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, ông làm được hả? Đương nhiên là được. Làm thế nào? Cậu tìm một lượt trong phòng này xem có dấu vết của kẻ đó không? Được. Diệp Bắc Minh gật đầu đồng ý, bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Anh nhìn thấy một vài đầu thuốc lá ở trong thùng rác bên cạnh cửa sổ. Có đến 3-4 cái. Có lẽ là người đông doanh theo dõi anh đã hút thuốc ở đây. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, rạch đầu ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu lên trên. Ông muốn gì làm? Cứ làm theo tôi là được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Một ý niệm, kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay anh, rạch đầu ngón tay. Một giọt máu rơi trên đầu mẩu thuốc lá. Càn Khôn Vô Cực, Vạn Giảm Truy Tông. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên trong đầu Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh dùng mình, một cái bóng màu máu xuất hiện trước mặt anh. Thậm chí có thể nhìn rõ cảnh tượng mơ hồ gần đó. Lúc này hắn ta đang chạy thật nhanh trong đám đông. Sau đó, nhảy lên một chiếc xe. Chiếc xe đi ra khỏi khu nội thành náo nhiệt Trung Hải, đến một bến tàu. Cái bóng màu máu đó xuống xe, rồi lên một chiếc tàu chở khách. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc, đó là thần thông gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, một loại thuật truy đuổi đơn giản thôi, những thứ trong vòng bán kính 10.000 dặm, chỉ cần có khí tức của đối phương, thì có thể điều tra được vị trí của đối phương một cách chuẩn xác. Nhưng thực lực của cậu quá yếu, không nhìn được phạm vi 10.000 dặm, 1-200 dặm chắc không vấn đề. Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh kích động. Nếu nói như vậy thì tôi có thể tìm được tung tích của bố mẹ tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, trên lý thuyết thì được. Nhưng cậu phải tìm được một vài thứ mà bố mẹ cậu để lại. Hơn nữa, khí tức trên đó phải chưa tiêu tan. Diệp Bắc Minh nói, miếng ngọc bội này có được không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lắc đầu, không được, đã quá lâu rồi, trên miếng ngọc không còn khí tức của mẹ cậu. Được thôi. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng. Anh quay người rời khỏi khu nội thành náo nhiệt, chạy thẳng đến bến tàu chỗ người đông doanh đang ở đó. Một chiếc tàu vô cùng to lớn đỗ bên bến tàu. Đường trải thảm đỏ. Ánh đèn lấp lánh. Các đại minh tinh, phú hào hàng đầu, nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều lên tàu. Vô cùng náo nhiệt. Hào quang máu màu đỏ bao trùm cả chiếc tàu, còn những người lên xuống chiếc tàu dường như không nhìn thấy. Huyết khí nặng quá, trên tàu có thứ có thể uy hiếp cậu, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Diệp Bắc Minh tỏ sắc mặt nghiêm trọng, là cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười thản nhiên, cậu không cần căng thẳng, nếu có nguy hiểm, tôi có thể toàn lực ra tay, giết sạch tất cả. Diệp Bắc Minh gật đầu, lên trước xem sao rồi tính. Khi anh đang định lặng lẽ trà trộn đi lên. Đột nhiên, một giọng nói vui mừng vang lên phía sau, anh Diệp, sao anh lại ở đây? Diệp Bắc Minh quay đầu. Ngụy Yên Nhiên đi giày cao gót, cất đôi chân dài bước nhanh đi đến. Cô ta mặc váy dạ hội màu đỏ. Hoa nhường nguyệt thẹn, ngực khoét sâu, hở vai, tấm lưng trắng nõn nà. Diệp Bắc Minh cũng thấy kỳ lạ, sao cô cũng ở đây? Ngụy Yên Nhiên ngẩn người, sau đó phì cười nói, vừa nãy chẳng phải tôi gọi cho anh, mời anh tham dự yến tiệc sao? Yến tiệc mà tôi nói được tổ chức trên chiếc tàu này, tối nay sẽ có rất nhiều người quyền quý tham dự. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Bắc Minh tối lại, nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc. Người của gia tộc cổ võ. Bọn họ cũng đến ư. Xem ra chiếc tàu này không hề đơn giản. Không những có người đông doanh, mà còn có người của gia tộc cổ võ. Mấy người của gia tộc cổ võ chính là đám người Khương Sơn Hà. Mấy ngày trước, trên tàu cao tốc về Giang Nam, Diệp Bắc Minh từng va chạm với mấy người này. Khương Sơn Hà cảm nhận được ánh mắt của Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Là hắn ta. Khương Bộ Trần cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh. Anh ta nghiến đến sắp vỡ cả răng. Hôm đó trên tàu cao tốc,
Diệp Bắc Minh đã đập vỡ vai của anh ta bằng một chưởng. Còn bắt anh ta quỳ xin lỗi. Là người của gia tộc cổ võ, anh ta có lúc nào phải chịu ấm ức như vậy? Kẻ thù gặp Na Hu, vô cùng đỏ mắt, không ngờ hôm nay gặp được Diệp Bắc Minh ở đây. Khương Sơn Hà lắc đầu, làm việc chính quan trọng hơn, gặp người đông doanh trước rồi tính. Diệp Bắc Minh này, sớm muộn cũng phải cho hắn chết. Mấy người lên thẳng tàu. Gia tộc cổ võ. Ngụy Yên Nhiên hơi kinh ngạc, cô ta không phải là người của giới võ đạo, tuy xuất thân từ nhà họ Ngụy ở Long Đô. Nhưng chưa từng nghe nói đến gia tộc cổ tộc gì đó. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, không có gì, đưa tôi cùng lên tàu đi. Ngụy Yên Nhiên cười rất vui, tôi rất vinh hạnh. Đi thôi. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, đi về phía tàu. Diệp Bắc Minh đi theo phía sau, hai người một trước một sau đi lên tàu. Thông qua các chốt kiểm tra, Diệp Bắc Minh đi vào trong một đại sảnh rộng hơn chục ngàn mét vuông. Bên trong có 3-4 ngàn người, đều là nhân vật nổi tiếng hàng đầu trong giới thượng lưu Trung Hải. Diệp Bắc Minh, là anh ta. Rất nhiều phú hào nhận ra Diệp Bắc Minh. Mọi người đều kích động. Hôm nay trên đỉnh của núi Bàn Long, Diệp Bắc Minh đánh chết Quân Kiếm Phong bằng một quyền, để lại ấn tượng không thể nào phai trong lòng tất cả mọi người. Anh Diệp, xin chào, tôi là Lý Truyền Hạo, mong được làm quen với anh. Anh Diệp, tôi là Lưu Tam Sinh, kinh doanh vàng bạc châu báu. Anh Diệp, một đám phú hào ào lên, vây chật kín quanh Diệp Bắc Minh. Ngay cả chủ tịch của công ty dược phẩm Thiên Hương như Ngụy Yên Nhiên cũng bị người khác chen sang một bên, không người hỏi thăm. Các vị, xin lỗi, tôi còn có chút việc. Diệp Bắc Minh đẩy mọi người ra. Đi về hương bóng đỏ máu đó. Trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Men theo hành lang, định đi sâu vào con tàu. Bởi vì có tháp Càn Khôn trấn ngục, trong phạm vi 500 mét, tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi con mắt của Diệp Bắc Minh. Lúc này, cảm nhận của Diệp Bắc Minh giống như cái radar. Tất cả mọi thứ trong tàu đều trong đầu của anh. Trong căn phòng ở tầng trên, có rất nhiều phú hào đang làm chuyện không thể miêu tả với phụ nữ đông doanh ở trên giường. Tầng thứ hai dưới boong tàu. Nơi này là một sòng bạc lớn, mấy trăm phú hào đang đánh bài tại đây. Tầng thứ ba phía dưới boong tàu. Đó là phòng thí nghiệm, nơi này nhốt một vài phạm nhân từ các nước khác nhau. Trong một căn phòng ở chỗ rẽ tầng thứ ba dưới boong tàu có một đám người. Không những có người đông doanh theo dõi Diệp Bắc Minh đó. Mà đám người Khương Sơn Hà của gia tộc cổ võ cũng có mặt trong phòng đó. Chiba Sadako. Còn có một người đàn ông trung niên đông doanh ngồi trên sofa, chính là bố của Chiba Sadako. Chiba Keigo. Gia chủ của gia tộc Chiba. Cuối cùng. Là một nhẫn giả toàn thân đen xì trông như cái bóng ngồi sâu trong bóng tối. Bọn họ đang bàn chuyện. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, tìm được rồi. Rồi anh đi xuống tầng dưới của boong tàu. Mấy người đông doanh canh gác ở thang máy chặn Diệp Bắc Minh, đứng lại, khách mời xin dừng bước tại đây. Còn tiến thêm một bước, chúng tôi không khách sáo đâu. Phập! Diệp Bắc Minh trực tiếp xông đến, như con mãnh thú, tấn công đám người đông doanh. Bước qua xác của họ. Trong phòng. Ha ha ha, có thể hợp tác với gia tộc cổ võ của Long Quốc, thực sự là vinh hạnh của gia tộc Chiba chúng tôi. Chiba Keigo vui vẻ cười lớn. Khương Sơn Hà thản nhiên gật đầu, được, cứ quyết định vậy đi. Chúng tôi còn có việc, xin cáo từ. Chiba Keigo đứng lên, Sadako, tiễn khách. Chiba Sadako vừa dẫn đám người Khương Sơn Hà đến cửa, đang định tiễn ra ngoài. Khoảnh khắc mở cánh cửa ra. Chiba Sadako ngẩn người, đôi mắt đẹp co mạnh lại, chủ nhân. Chủ nhân cái gì? Khương Sơn Hà thấy kỳ lạ, nhìn qua người Chiba Sadako. Không khỏi kinh ngạc, Diệp Bắc Minh, cậu dám đến đây. Là mày. Khương Bộ Trần cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh, ánh mắt đầy sắc lạnh. Cạch cạch cạch. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng. Khương Bộ Trần tức giận nói, Diệp Bắc Minh, mày. Bốp. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, tát một phát, ồn ào. Không liên quan đến mày. Nội lực nổi lên, Khương Bộ Trần bay đi như chó chết, đụng vào tường, suýt nữa thì chết ngất. Mày. Khương Sơn Hà tức đến bộ râu cũng phải cong lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày dám đánh gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn qua,
ánh mắt băng lạnh, cũng không liên quan đến ông, câm miệng. Khương Sơn Hà sợ giật mình. Lại nuốt nửa câu sau xuống. Chỉ ba cây gô lạnh lùng nói, Sadako, có chuyện gì vậy, vừa nãy con gọi cậu ta là chủ nhân. Diệp Bắc Minh đã đến tận đây, chỉ ba Sadako biết không giấu được nữa, bèn gật đầu nói, đúng thế, thưa bố. Diệp Bắc Minh đã là chủ nhân của con. Ha ha ha. Chỉ ba cây gô cười lớn, gật đầu liên tục, không hổ là con gái ngoan của bố, mấy ngày trước, con còn muốn giết Diệp Bắc Minh. Mấy ngày sau, con đã phản bội gia tộc rồi. Chỉ ba Sadako không nói gì. Cô ta chủ động đứng đến phía sau Diệp Bắc Minh, thể hiện lập trường. Chỉ ba cây gô lạnh giọng chất vấn, Diệp Bắc Minh, gia tộc chỉ ba tôi không thù không oán với cậu. Đầu tiên cậu đã tiêu diệt thương hội đông doanh hợp tác với chúng tôi, rồi giết Masao Tokugawa, bây giờ xông vào tàu cá nhân của tôi, rốt cuộc là có ý gì? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ bình tĩnh, tôi đến hỏi một chuyện, 23 năm trước, có phải gia chủ của gia tộc chỉ ba các người đã xuất hiện trên hội đấu giá Sotheby ở Giang Nam không? 23 năm trước, chỉ ba cây gô cau mày, vẻ mặt nghi ngờ, cậu đang nói gì? Chỉ ba Sadako nói, chủ nhân, 23 năm trước, bố của tôi không phải là gia chủ của gia tộc chỉ ba, ông nội của tôi mới là gia chủ. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Thì ra là vậy. Nếu đã như vậy, thì thu chút lãi trước vậy. Ha ha. Chỉ ba cây gô cười, cậu Diệp Bắc Minh, cậu nghĩ đây là nơi nào? Chúng tôi còn chưa đi tìm cậu, ngược lại cậu đến tìm tôi trước. Chỉ ba cây gô lùi vào trong góc, giao cho ông đấy. Một cái bóng màu đen trong góc chậm rãi đi đến dưới ánh đèn. Điều khiến người ta kinh ngạc là, cho dù người này đứng dưới ánh đèn, những chỗ gần đó đều đen xì. Khiến người ta cảm giác như một loại rắn độc ẩn nấp trong bóng tối. Diệp Bắc Minh liền nhìn ra. Thực lực của người này ít nhất cũng là trung kỳ võ vương. Cao hơn anh một cảnh giới nhỏ. Chỉ ba Sadako vội nhắc nhở nói, chủ nhân cẩn thận, đây là thượng nhẫn Iga, thực lực rất đáng sợ. Đặc biệt là ông ta biết một loại thuật ảnh phân thân, khiến người ta không nắm bắt được. Thực lực xếp thứ 76 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Thượng nhẫn Iga dậm chân. Một luồng khí xương màu đen nổi lên. Xoạt. Trong tích tắc, đã biến thành ba cái bóng. Phập. Ba cái bóng cùng ra tay, tấn công về phía Diệp Bắc Minh từ các hướng khác nhau. Khương Sơn Hà tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, nhẫn thuật của người đông doanh đúng là lợi hại. Trong ba cái bóng phân thân này, ngay cả tôi cũng không nhìn ra ai là thật. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây là thuật ảnh phân thân sao? Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Anh tung ra một quyền với cái bóng trước mặt. Cú đấm xuyên qua cái bóng, đập vào hư không. Cái bóng ở phía mặt bên xông đến, Diệp Bắc Minh mau chóng ra tay, đập vào cú đấm của ông ta. Thượng nhẫn Iga lùi lại. Xoạt! Toàn bộ ba cái bóng phân thành hai, hóa thành sáu cái bóng. Chiều cao, cân nặng, thân pháp, tốc độ của sáu cái bóng giống nhau hoàn toàn, khiến người ta khó mà phân biệt. Sáu cái phân thân. Khương Sơn Hà nhìn thượng nhẫn Iga, nếu là thực chiến, sáu cái phân thân cùng tấn công. Trong thời gian ngắn, võ giả cùng đẳng cấp vốn không thể phân biệt được cái nào là người thật. Một khi đoán nhầm, sẽ bị giết ngay lập tức. Khương Sơn Hà cười lạnh lùng tàn khốc, cho dù Diệp Bắc Minh là thần tiên cũng chỉ có một phần sáu cơ hội. Hai bàn tay của chỉ ba Sadako siết chặt vào nhau, chủ nhân, cẩn thận. Chỉ ba cây gô lạnh mặt Sadako, con thực sự khiến bố quá thất vọng. Bố nuôi con 20 năm, con lại phản bội gia tộc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Chỉ ba Sadako lắc đầu, phản bội. Bố, con thực sự phản bội sao? Bố nuôi con 20 năm, nhưng có coi con là con gái của bố không? Chẳng phải bố coi con là công cụ liên hôn sao? Bố đừng tưởng con không biết. Bố muốn tặng con cho người đó làm đồ chơi. Chỉ ba Sadako không cam tâm. Ăn nói sằng bậy, đồ chơi cái gì hả? Chỉ ba cây gô tức giận quát, người đó thích con, là vinh hạnh của con. Con thà chết cũng không muốn vinh hạnh như vậy. Chỉ ba Sadako kiên cường lắc đầu. Cạch cạch cạch. Lúc này, sáu cái phân thân của thượng nhẫn Iga mau chóng hành động. Ông ta chạy xung quanh Diệp Bắc Minh. Lúc nào cũng có thể tung ra một đòn tấn công chí mạng. Một cảnh khiến người ta bất ngờ xảy ra. Diệp Bắc Minh lại nhắm mắt. Đúng thế. Anh trực tiếp nhắm mắt, còn đứng bất động ở đó.
Khương Sơn Hà cau mày, từ bỏ rồi sao? Anh ta sẽ không từ bỏ đơn giản thế chứ, Khương Hàn Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc. Chị ba cây gô tàn nhẫn cười nói, ha ha ha, Sadako, con gái ngoan. Chủ nhân của con đã từ bỏ, chịu chết rồi. Chị ba Sadako tái mặt. Thượng nhẫn Iga có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này, Diệp Bắc Minh nhắm mắt, chẳng phải là đợi chết sao? Chủ nhân, chị ba Sadako mở miệng một cách khó khăn. Chẳng lẽ từ bỏ thật ư? Xoạt, 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 xoạt. Sáu cái bóng, trong tay của họ cùng xuất hiện thêm một thanh đao võ sĩ, chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Trong tích tắc, Diệp Bắc Minh mở mắt. Giơ tay làm động tác đâm kiếm ra. Lúc này Diệp Bắc Minh vẫn không có vũ khí gì trong tay. Đột nhiên, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh. Phụt, máu tươi phun ra, lồng ngực của một cái bóng trong đó bị đâm xuyên, lập tức năm cái bóng còn lại biến mất. Làm sao có thể? Khương Sơn Hà hít khí lạnh. Chị ba cây gô hét lớn một tiếng, tiền bối Iga. A, à, chị ba Sadako kinh hãi hô lên một tiếng, cực kỳ bất ngờ. Thượng nhẫn Iga chừng mở to mắt, vẻ mặt không dám tin, ông ta nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh có thể tìm được chân thân của ông ta ngay lần đầu. Hơn nữa, mẹ kiếp, thanh kiếm đó từ đâu ra vậy? Vừa nãy anh ta không cầm kiếm mà. Cứ như ảo thuật vậy. Phập, thi thể của thượng nhẫn Iga rơi xuống đất, chết thẳng cẳng. Ánh mắt trước khi chết đầy vẻ nghi hoặc. Kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh cũng biến mất trong chớp mắt. Cả căn phòng tĩnh lặng như cái chết, tất cả mọi người đều thộn mặt, chẳng lẽ mình nhìn nhầm ư? Vừa nãy rốt cuộc có thanh kiếm nào xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh không? Mày! Đám người Khương Sơn Hà soạt soạt lùi lại phía sau. Kinh hãi! Cực kỳ sợ hãi! Từ lúc thượng nhẫn Iga ra tay, Khương Sơn Hà đã biết, thực lực của người này vượt xa mình. Nhưng Diệp Bắc Minh giết chết thượng nhẫn Iga chỉ bằng một đường kiếm, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Diệp Bắc Minh chẳng có ý muốn nhìn đám người Khương Sơn Hà đến một cái, trực tiếp nhìn sang Chi Ba Cây Gô, gia chủ cũ của gia tộc Chi Ba các người đang ở đâu. Chi Ba Cây Gô đứng ở đó, cơ thể hơi run run, ở thủ đô của đảo quốc Đông Doanh. Diệp Bắc Minh gật đầu, gọi điện cho bố của ông, mở loa ngoài. Hỏi ông ta vào một đêm của 23 năm trước, có phải đã từng đến Giang Nam của Long Quốc không? Được. Chi Ba Cây Gô không dám phản kháng. Lấy điện thoại ra gọi cho bố của mình. Mười mấy giây sau, điện thoại được kết nối. Giọng của một người đàn ông già nua Đông Doanh vang lên, hỏi bằng tiếng Đông Doanh cây gô, ở Long Quốc có ổn không? Nhiệm vụ của Thiên Hoàng Bệ Hạ, đã hoàn thành được bao nhiêu rồi? Gia tộc Chi Ba chúng ta có thể vực dậy được hay không, tất cả dựa vào nhiệm vụ của Thiên Hoàng Bệ Hạ lần này đấy. Chỉ cần Thiên Hoàng Bệ Hạ vui, thì gia tộc Chi Ba chúng ta nhất định sẽ trở thành gia tộc lớn nhất Đông Doanh. Chi Ba Kana đang ảo tưởng về tương lai của gia tộc. Chi Ba Cây Gô ấp úng trả lời mấy câu. Sau đó chuyển chủ đề hỏi, bố à, 23 năm trước bố từng đến Giang Nam của Long Quốc tham dự một hội đấu giá của Sotheby phải không? Phía bên kia điện thoại liền tĩnh lặng. Nhưng không tắt máy. 3 phút trôi qua, giọng nói băng lạnh của Chi Ba Kana mới vang lên, cậu là ai? Chi Ba Cây Gô trả lời, bố à, con là con trai của bố. Bố không hỏi con. Chi Ba Kana cười lạnh lùng một tiếng, nói tiếp, rốt cuộc cậu là ai? Cậu đã bắt con trai tôi phải không? Cậu phải nghĩ kỹ, có thể gánh chịu được cơn lửa giận của gia tộc Chi Ba tôi không? Ông ta đang uy hiếp. Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay sau lưng, hơi hiếu kỳ hỏi, sao ông biết tôi? Chi Ba Kana không hề kinh ngạc, thứ nhất. Tôi hiểu con trai của tôi, hôm nay nó rất bất thường. Thứ hai, nó không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, còn không báo cáo tình hình ở Long Quốc, cho nên tôi đoán nó bị người khác uy hiếp. Thứ ba, cậu muốn biết sự việc đã xảy ra ở phòng đấu giá Sotheby Giang Nam Long Quốc 23 năm trước. Chi Ba Kana hiểu ra, lập tức đoán ra thân phận của Diệp Bắc Minh. Cậu là con trai của người phụ nữ đó. Cậu là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gật đầu, ông rất thông minh, đã đoán ra được. Chi Ba Kana cười, khà khà khà, việc này không khó. Tuy tôi ở Đông Doanh, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến chuyện xảy ra ở Long Quốc, hôm nay cậu đã giết liền ba người quân kiếm phong, Doãn Thiên Hùng, Trương Nhất Phong.
Doãn Thiên Hùng và Trương Nhất Phong đều tham hội dự đấu giá Sotheby vào 23 năm trước, cậu lại hỏi chuyện này, rất dễ đoán ra. Diệp Bắc Minh, cậu muốn báo thù cho mẹ cậu không? Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, có gì cứ nói thẳng đi. Chị Ba Kana cũng không tức giận, tôi có thể nói với cậu, năm đó không những có cao thủ hàng đầu của giới võ đạo, mà còn có gia tộc cổ võ cũng tham gia giết mẹ cậu. Lần lượt là nhà họ Tần cổ võ, nhà họ Long cổ võ, cậu có thể tìm họ báo thù. Tôi cũng có thể nói cho cậu danh sách những cao thủ hàng đầu của giới võ đạo đó. Tôi có thể lấy danh tiếng của gia tộc nhà họ Chi Ba ra thề, không có nửa chữ giả dối. Diệp Bắc Minh không ngờ. Chi Ba Kana lại nói thẳng ra. Nhà họ Tần cổ võ. Nhà họ Long cổ võ. Hai gia tộc cổ võ này đã tham gia giết mẹ anh năm đó sao? Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao ông lại cho tôi biết? Chi Ba Kana cười, khà khà khà, cậu không hiểu sao? Tôi rất muốn nhìn thấy người Long Quốc các cậu tàn sát lần nhau. Hơn nữa, cậu giết sạch bọn họ, giết càng nhiều càng tốt, tôi vui còn không kịp. Cậu giết càng nhiều, giới võ đạo Long Quốc càng loạn, đông doanh tôi càng có nhiều cơ hội. Chi Ba Kana cũng chẳng thèm che giấu. Diệp Bắc Minh, một bên là mối thù của mẹ cậu, một bên là sự ổn định của giới võ đạo Long Quốc, cậu có giết bọn họ không? Không giết, thì mối thù của mẹ cậu phải làm thế nào? Giết, đầu tiên cậu phải có thực lực này. Thứ hai, nếu cậu giết bọn họ, thực lực của giới võ đạo Long Quốc chắc chắn sẽ tổn hại nặng nề, đến lúc đó không biết chừng sẽ ảnh hưởng đến quốc vận của Long Quốc. Ha ha ha, Chi Ba Kana cười vô cùng sung sướng. Đây là âm mưu trần trụi. Anh báo thù, giới võ đạo Long Quốc sẽ gặp nạn. Anh không báo thù, thì ngang bằng với đã hủy đi trái tim võ đạo của Diệp Bắc Minh. Không báo thù cho mẹ nữa. Vậy thì tập võ có tác dụng gì? Tâm tư của Chi Ba Kana quả nhiên là hiểm độc. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, tôi vẫn sẽ báo thù cho mẹ tôi, quốc vận của Long Quốc cũng sẽ không bị ảnh hưởng chỉ vì chết đi mấy người. Chi Ba Kana cười đầy thâm ý, vậy chúng ta cứ chờ xem đi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, ông cũng tham gia giết mẹ tôi, hôm nay con trai của ông làm lái, tôi sẽ đến Đông Doanh tìm ông. Anh tát Chi Ba cây gô một cái. Bố! Chi Ba cây gô kêu thảm một tiếng, a, à, con trai. Chi Ba Kana hét lớn một tiếng, gằn giọng lạnh lùng, Diệp Bắc Minh, mày đợi đấy cho tao. Tao ở Đông Doanh đợi mày, mày dám đến, tao cho mày. Phập, Diệp Bắc Minh không thèm nhiều lời. Giẫm nát điện thoại của Chi Ba cây gô. Sắc mặt Chi Ba Sadako trắng bệch, nhìn thi thể Chi Ba cây gô, lặng lẽ lau một giọt nước mắt. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn cô ta, tôi đã giết bố của cô muốn báo thù không? Chi Ba Sadako lắc đầu, đây là giọt nước mắt cuối cùng tôi rơi vì ông ấy, anh vẫn là chủ nhân của tôi. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, cô đã là nô bộc của tôi, thì làm cho tốt. Sau này tôi đến Đông Doanh, tiêu diệt gia tộc Chi Ba, cô làm tộc trưởng. Thật không? Ánh mắt Chi Ba Sadako sáng lên. Nếu chủ nhân nói vậy, không chừng thực sự có khả năng. Chủ nhân còn trẻ như vậy đã có thực lực võ đạo đáng sợ. 5 năm, 10 năm nữa, không được nữa thì 20 năm, sẽ có một ngày anh có thể làm được việc này. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn đám người Khương Sơn Hà. Suýt! Đám người nhà họ Khương hít khí lạnh. Da đầu tê dại. Khương Sơn Hà tỏ vẻ mặt sợ hãi, căng thẳng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu thanh niên, cậu muốn làm gì? Nhà họ Khương cổ võ chúng tôi cũng phải dễ chọc đâu. Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay sau lưng, thực lực của nhà họ Tần và nhà họ Long cổ võ thế nào? Một câu hỏi. Vô cùng bình thường. Không trả lời câu hỏi của Khương Sơn Hà, mà trực tiếp hỏi vấn đề của mình. Khương Sơn Hà lại không hề có chút lòng phản kháng, trả lời theo bản năng. Nhà họ Tần cổ võ rất mạnh, nhà họ Long cổ võ còn mạnh hơn. Long Quốc có tất cả 10 gia tộc cổ võ, nhà họ Tần và nhà họ Long có thể xếp vào top 3. Ngoại tông của nhà họ Tần và nhà họ Long có thực lực võ vương. Thành viên cốt lõi thì sợ rằng có hơn 10 võ hoàng. Hơn nữa, có thể chắc chắn, lão tổ tông của nhà họ Tần và nhà họ Long tuyệt đối là cảnh giới võ tông. Cấp bậc tu võ. Thiên địa huyền hoàng, võ sư. Đại võ sư, võ linh, võ vương, võ hoàng, võ tông. Võ đạo tông sư và đại tông sư chỉ là cách gọi giữa những người bình thường. Nếu ở giới võ đạo,
trên thực tế vừa mới xuất sư. Thực lực đạt đến cảnh giới võ tông, có thể thành lập môn phái. Diệp Bắc Minh cau mày, võ tông ư? Khương Sơn Hà sợ hãi gật đầu, đúng thế, chỉ có mạnh hơn. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh, trầm mặc một lát. Tiếp tục nói, Diệp Bắc Minh, cậu rất mạnh, thiên phú cũng rất nghịch thiên. Nhưng theo tôi được biết, thực lực võ đạo của cậu so với thế hệ trẻ của gia tộc cổ võ hàng đầu cũng không phải là mạnh nhất. Cậu có thể không kiêng sợ trong thế giới của người bình thường, nhưng khi đối diện với gia tộc cổ võ, có thể ngay cả cơ hội quỳ xuống xin tha cũng không có. Cậu mãi mãi không biết, bọn họ đáng sợ đến mức nào. Diệp Bắc Minh cười, ồ, vậy sao? Khương Sơn Hà cau mày, cậu đừng có không tin, đến lúc đó cậu sẽ biết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khinh thường, xì, một tiếng, xì, gia tộc cổ võ cái gì chứ? Cậu nhóc, cậu tu luyện cho tốt, cùng lắm là một năm, tiêu diệt hết tất cả bọn họ cũng không vấn đề. Diệp Bắc Minh cười nhưng không nói gì. Cho dù không có Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, anh có tuyệt học của 99 vị sư phụ, tự anh cũng có thể làm được. Diệp Bắc Minh, nhà họ Khương cổ võ tôi không có ác ý với cậu, có thể thả chúng tôi đi rồi chứ, Khương Sơn Hà hỏi. Thậm chí có chút ý lấy lòng. Có hơi bực bội khó chịu. Gia tộc cổ võ lại nói chuyện với người bình thường bằng thái độ này. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cảm ơn. Khương Sơn Hà vui mừng, chúng ta đi thôi. Đợi đã, tôi còn chưa nói xong, Diệp Bắc Minh gọi bọn họ lại. Sao thế? Khương Sơn Hà kinh ngạc. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, vừa nãy lúc lên tàu, tôi đã nghe hết các người nói chuyện với nhau, là ai nói sớm muộn gì cũng phải cho tôi chết. Sắc mặt đám người Khương Sơn Hà trắng bệch. Diệp Bắc Minh nói nhanh gọn dứt khoát, không cần nói nhiều, mỗi người tự chặt đứt một cánh tay, sau đó cút. Cái gì? Trong ánh mắt Khương Sơn Hà nổi lên ngọn lửa giận. Bọn họ là người của nhà họ Khương cổ võ đấy. Làm sao Diệp Bắc Minh lại dám chứ? Làm sao, ông không đồng ý hả? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn qua. Cơn phẫn nộ của Khương Sơn Hà. Trong nháy mắt vụt tắt. Tức giận. Không cam lòng. Trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại run rẩy, sợ hãi. Ông ta sợ hãi cúi đầu, phun ra hai chữ, không dám. Khương Sơn Hà từ đánh gãy một cánh tay. Những thanh niên khác của nhà họ Khương cắn răng, lần lượt đánh gãy một cánh tay của mình. Khương Hàn Nguyệt lộ ra dáng vẻ đáng thương nhìn Diệp Bắc Minh, ngay cả tôi cũng cần sao. Cô ta rất đẹp. Vô cùng đẹp. Không kém hơn một ngôi sao lớn. Bộ ngực trêu ghẹo người ta. Da thịt trắng nõn. Thân hình chữ S gợi cảm. Chân dài không có chút dư thừa, thẳng tắp, thon dài. Diệp Bắc Minh lạnh băng nhìn cô ta, cô tưởng rằng mình rất đáng yêu, hay rất đẹp sao? Tất cả đám người nhà họ Khương đều tự đánh gãy cánh tay, sau đó rời đi. Chiba Sadako sợ hãi, kinh hoàng nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Khương Hàn Nguyệt rất đẹp, đẹp không kém gì cô ta. Nhưng Diệp Bắc Minh không cũng bỏ qua cho cô ta. Chiba Sadako biết, vẻ đẹp của mình đối với Diệp Bắc Minh cũng không đáng nhắc tới. Đúng vậy. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy thiếu gì phụ nữ? Chiba Sadako cô ta là cái gì chứ? Diệp Bắc Minh nói, Chiba Sadako. Chủ nhân, có thuộc hạ. Dùng tất cả sức mạnh trong tay cô, tra cho tôi tin tức về nhà họ Tần cổ võ và nhà họ Long cổ võ. Cái này. Chiba Sadako có chút do dự. Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn cô ta, sao hả? Có chỗ nào khó? Chiba Sadako gật đầu, chủ nhân. Lực lượng của gia tộc Chiba gần như đều nằm trong tay bố tôi. Trong tay tôi thực tế không có bao nhiêu người, hôm nay bố tôi chết rồi, uy danh của tôi ở gia tộc Chiba cũng không đủ. Những người đó e rằng sẽ không nghe lời tôi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, thuộc hạ của cha cô ở đâu? Gần như đều ở trên tàu du lịch. Diệp Bắc Minh khẽ cười, cái này đơn giản, bây giờ lấy danh tiếng bố cô, triệu tất cả bọn họ đến. Dạ. Mắt Chiba Sadako sáng bừng, biết có chuyện tốt sắp xảy ra rồi. Cô ta lập tức phát mệnh lệnh. Chưa đến 3 phút đã có hơn 20 người đông doanh xuất hiện. Nhìn thấy thi thể Chiba Keigo, bọn họ đều đỏ mắt, gia chủ. Đại nhân, là ai giết ông? Những người đông doanh này gào lớn. Vô cùng đau buồn. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm, lấy ra một cây kim bạc, ném về phía người đông doanh. Phốc phốc phốc,
Trong cơ thể mỗi người Đông Doanh đều bị ba cây kim bạc đâm vào. Không có cảm giác gì quá lớn. Không đau không nhột. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh nhạt truyền tới, bắt đầu từ bây giờ, nghe theo mệnh lệnh của Chiba Sadako. Sau khi bỏ lại những lời này, Diệp Bắc Minh nhấc chân đi ra khỏi phòng. Mày là ai? Dựa vào đâu chứ? Người Long Quốc là cái thá gì? Ba người Đông Doanh tức giận, gào giống về phía bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi. Ầm, ầm, ầm. Ba đường xương máu nổ bùm, ba người Đông Doanh trong nháy mắt, nổ tung như dưa hấu. Xung quanh tĩnh mịch. Sau đó, Diệp Bắc Minh chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói. Cô Siba. Tham kiến cô Siba. Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi chính là người của cô. Diệp Bắc Minh sải bước rời đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Quay về trong phòng dạ tiệc. Dạ tiệc đã bắt đầu, khách tại đây cũng không biết dưới tàu đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Yên Nhiên thấy Diệp Bắc Minh trở lại, lập tức đi đến, anh đi đâu vậy, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Diệp Bắc Minh cười nói, tôi đi vệ sinh. Ồ, ăn cơm trước đã. Ngụy Yên Nhiên dẫn Diệp Bắc Minh trở lại chỗ ngồi. Lúc ăn cơm, Ngụy Yên Nhiên lấy một bản hợp đồng, là giấy tờ cổ phiếu và chứng khoán. Người được lợi viết tên của Diệp Bắc Minh. Đây là giấy tờ cổ phiếu và chứng khoán của Dược phẩm Thiên Hương, danh tiếng của Đan Dưỡng Nhan đã có, tất cả đều nhờ công lao của anh. Chỉ cần anh ký tên, 5% cổ phần này chính là của anh. Diệp Bắc Minh có phần bất ngờ, cho tôi cổ phần làm gì? Đừng nhìn cổ phần chỉ có 5%, trên thực tế rất nhiều. Ngụy Yên Nhiên cũng chỉ có tổng cộng 10% cổ phần của Dược phẩm Thiên Hương, cô ta đều chia một nửa cho Diệp Bắc Minh. Hơn nữa, nhà họ Ngụy gia sản lớn, các nhân vật nòng cốt mỗi người đều giữ mấy phần trăm cổ phần, Ngụy Yên Nhiên nghiêm túc nói, có công lao của anh, đương nhiên phải cho anh cổ phần rồi. Diệp Bắc Minh cười từ chối, cái này không cần, vốn dĩ là nợ ân tình của cô. Hơn nữa cổ phiếu của cô cũng không tốt lắm. Nhưng, Ngụy Yên Nhiên có chút thất vọng. Cô ta cũng có chút tâm tư, hy vọng dùng cổ phiếu để trói buộc Diệp Bắc Minh và Dược phẩm Thiên Hương. Cô ta cắn răng, nói, Diệp Bắc Minh, thật ra thì, tôi đưa anh cổ phần là để trói buộc anh. Anh không cần cổ phần là vì đã nhìn ra rồi sao? Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Anh quả thật đã nhìn ra. Nhưng Ngụy Yên Nhiên nói thẳng như vậy. Anh vẫn không ngờ đến. Chủ yếu là không muốn phiền toái, 5% cổ phần cũng không có bao nhiêu tiền, không cần phải lãng phí thời gian. Hả? Ngụy Yên Nhiên ngây ra, 5% cổ phần, nếu như Đan Dưỡng Nhan bán chạy, mỗi năm có lẽ được chia đến cả tỷ đấy, anh chắc chắn chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh thật sự không thiếu tiền. Thẻ ngân hàng của thầy Nhị Thập Nhất vẫn còn trong tay. 1 tỷ không phải cứ tùy tiện quẹt. Đúng rồi, có chuyện cần cô hỗ trợ. Anh nói đi, Ngụy Yên Nhiên thốt lên. Diệp Bắc Minh bày tỏ mình cần chút dược liệu. Niên đại càng cao càng tốt. Chất lượng càng tinh chuẩn càng tốt. Anh muốn luyện đan. Đề thăng thực lực. Nét mặt Ngụy Yên Nhiên tươi cười như hoa, được, không thành vấn đề. Cố đô Lục Triều, Kinh Lăng. Nhà họ Giả, một trong 4 thế gia lớn. 10 giờ đêm. Đèn đuốc vẫn sáng choang. Một đám người bận lên bận xuống, vô cùng gấp gáp. Trong phòng, một đám nam nữ nhà họ Giả đều có mặt. Ông cụ Giả đứng đó, vẻ mặt u ám, nhìn cậu thanh niên trên giường, lạnh giọng hỏi, Lý Thần Y, thật sự hết cách rồi sao? Ai? Lý Thần Y than thở, ông Giả, tôi thật sự đã cố gắng hết sức. Cậu Giả là suy tim bẩm sinh, ngoại trừ quỷ môn thập tam châm tại thế mới có thể cứu cậu ấy một mạng. Nếu không, ai? Một tiếng thở dài. Ánh mắt ông cụ có thể nhỏ ra máu. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên lớn tiếng, bố, dùng tim thay thế để phẫu thuật đi. Chúng con đã tìm được một cô gái, máu và tim cô ta hoàn toàn trùng khớp với đằng nhi. Ông cụ Giả lắc đầu, im miệng. Mạng của người khác không phải mạng sao. Nhưng, người đàn ông trung niên mặt đầy đau khổ. Ông nội, cháu đau. Cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi nằm trên giường chợt mở mắt. Ông cụ Giả mặt đầu đau đớn, ngửa cổ lên trời than vãn, ông trời ơi! Giả khiếu lâm tôi cả đời không làm chuyện xấu, học trò khắp thiên hạ. Nhà họ Giả tôi lại là thư hương môn đệ, truyền thừa hơn 300 năm. Tại sao hôm nay lại muốn cháu trai tôi chịu phải đau khổ này?
Sấm chớp bên ngoài rền vang, mưa to gió lớn. Ông nội, cháu đau, chàng trai nói một câu rồi hôn mê. Lý Thần Y vội vàng tiến lên bắt mạch, thưa ông, cậu giả sắp không ổn rồi. Bố, ông mau hạ lệnh đi. Đám người nhà họ Giả rối rít quỳ sụp xuống đất. Giả Khiếu Lâm cắn răng, trong con người thoáng qua ý lạnh như băng, mau đưa cô ta về làm phẫu thuật ghép tim. Hoặc không làm, hoặc phải làm đến cùng. Cháu trai của Giả Khiếu Lâm tôi tuyệt đối không thể chết được. Buổi tối, hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vừa mới tan làm, mưa to như thác nước. Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở bên cạnh hai người. Mấy người đàn ông lao xuống, một cước đá văng Tôn Thiến, bắt Hạ Nhược Tuyết. Ném vào xe thương vụ. Nghênh ngang phóng đi. Chỉ để lại Tôn Thiến liều mạng đuổi theo, Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, sau khi giả tiệc kết thúc, Ngụy Yên Nhiên lái xe, chuẩn bị đưa Diệp Bắc Minh về chỗ ở. Bỗng nhiên, điện thoại của Diệp Bắc Minh reo lên, là Hạ Nhược Tuyết gọi tới. Alo, Nhược Tuyết, sao vậy? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Tôn Thiến, Diệp Bắc Minh, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhược Tuyết bị một đám người bắt đi. Diệp Bắc Minh biến sắc, cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Thiến giải thích qua một lần. Trong mưa lớn như thác đổ, Hạ Nhược Tuyết bị người ta bắt đi, chỉ còn lại túi sách. Tôn Thiến tìm thấy điện thoại của Hạ Nhược Tuyết. Tìm được số của Diệp Bắc Minh, gọi tới thông báo cho anh. Cô ta chỉ có thể gọi cho Diệp Bắc Minh. Bởi vì Tôn Thiến cảm giác người bắt Hạ Nhược Tuyết tuyệt đối không phải người bình thường. Báo cảnh sát vô dụng. Diệp Bắc Minh bảo cô ta định vị qua, Tôn Thiến, cô ở dưới tầng công ty đợi tôi, đừng gấp, tôi lập tức tới ngay. Ngụy Yên Nhiên bất ngờ, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có một người bạn gặp nguy hiểm, mượn xe cô chút. Được. Ngụy Yên Nhiên gật đầu. Diệp Bắc Minh lái xe thể thao của Ngụy Yên Nhiên phóng ra khỏi Trung Hải, chạy thẳng tới Kim Lăng. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh đi đến công ty của Tôn Thiến. Tôn Thiến ngồi ở trên bậc thang, toàn thân ướt đẫm, khóc tỉ tê. Sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Tôn Thiến lập tức xông đến, mau cứu Nhược Tuyết, cầu xin anh cứu Nhược Tuyết. Yên tâm, không cần nói tôi cũng biết. Diệp Bắc Minh nhìn túi sách Hạ Nhược Tuyết bỏ lại. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục còn có thể dùng theo dõi vạn giảm không? Có thể. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gật đầu. Diệp Bắc Minh dùng tay mở túi sách của Hạ Nhược Tuyết. Chuẩn bị đồ có hơi thở của cô. Đột nhiên, một bức ảnh ố vàng lọt vào tầm mắt. Người trong hình lại chính là mình. Tôn Thiến đỏ mắt, tấm hình này Nhược Tuyết vẫn luôn mang theo bên mình suốt mấy năm đại học đến nay. Người ta cũng từng tìm tung tích của anh, nhưng một chút tin tức cũng không có. Khó khăn lắm anh mới quay về, nhưng số mệnh lại trêu đùa Nhược Tuyết. Sau khi cô ấy biết anh có vị hôn thê đã chủ động rút lui khỏi tình cảm của mấy người, một mình quay về Kim Long, quyết định không nhớ anh nữa. Diệp Bắc Minh, nếu không phải Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ không gọi cho anh. Người ta thích anh, nhưng không muốn phá hỏng tình cảm của anh hiểu không? Diệp Bắc Minh ngây người. Anh không ngờ vị trí của mình ở trong lòng Hạ Nhược Tuyết lại cao như vậy. Diệp Bắc Minh cất hình ảnh. Cầm ra một cái lược. Một giọt máu tươi nhỏ xuống. Trước mắt Diệp Bắc Minh lập tức xuất hiện huyết ảnh của Hạ Nhược Tuyết. Ngoài 40 km, trong một trang viên xa hoa thuộc khu sầm uất nhất tại trung tâm thành phố. Diệp Bắc Minh lên xe, đạp ga phóng đi. Lúc này, sâu trong nhà họ Giả, Hạ Nhược Tuyết bị người ta trói đến, trong mơ màng, cô nhìn thấy rất nhiều bác sĩ ngoại khoa. Ông Giả, hoàn tất phối máu, xác nhận không có vấn đề. Lập tức có thể phẫu thuật. Cô gái này cơ thể khỏe mạnh, cháu ông nắm chắc 70% cơ hội sống tiếp. Giả Khiếu Lâm chắp hai tay sau lưng, hạ lệnh bắt đầu phẫu thuật. Rõ. Chuẩn bị thuốc mê. Phẫu thuật bắt đầu. Hạ Nhược Tuyết lẩm bẩm, Diệp, Bắc Minh. Lập tức ngất đi. Trong mưa lớn, Diệp Bắc Minh đạp ga đến cùng, đi về phía phủ đệ nhà họ Giả. Bỗng nhiên, giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, nhóc, tính mạng của cô gái kia sắp mất rồi, cô ta đang nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chết. Diệp Bắc Minh cắn răng, cơn giận ngút trời bộc phát, tôi mặc kệ là ai, cứ tổn thương đến Nhược Tuyết, tất cả đều phải chết. Bù. Động cơ xe thể thao của Ngụy Yên Nhiên gần như bị Diệp Bắc Minh đạp nổ. Tiếng động cơ giống như dã thú gầm thét,
đi đến cửa lớn phủ đệ nhà họ Giả. Cửa lớn màu đỏ đóng chặt. Ngoài cửa còn có hai con sư tử lớn bằng đá. Từ xưa đến nay, nhà họ Giả chính là thế gia dệt vải, chuyên dệt vải cho hoàng gia. Hoàng thất chuyên dùng. Nhà họ Giả hiện nay cũng dựa vào thân phận thế gia hơn 300 năm, ngồi vững tại vị trí gia tộc lớn hàng đầu Kim Lăng. Diệp Bắc Minh đến cửa lớn nhà họ Giả, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay anh, một kiếm chém ra. Cửa lớn gỗ đỏ nhà họ Giả trong nháy mắt vỡ tan, vụn gỗ bay ra ngoài. Ai? Ai đấy? Quá to gan. Ban đêm dám xông vào phủ Giả, biết đây là đâu không? Một đám võ giả lao ra, lại có hơn 30 võ giả cấp thiên. 7-8 tông sư võ đạo. Cút! Diệp Bắc Minh đi sâu vào trong phủ Giả. Những người này xông lên ngăn cản. Kiếm Đoạn Long chém ra, kiếm khí tung hoành, những người này trực tiếp bị chém thành hai nửa. Phòng ngự phủ Giả cơ bản không cản được Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhanh chút nữa, nhanh chút nữa. Khí tức sinh mạng của cô gái kia biến mất rồi. Cậu còn 3 phút, nếu não chết thì coi như hoàn toàn hết cách cứu chữa. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết nằm ở trên bàn mổ, mặt đẹp lạnh băng. Nơi ngực cô ấy có một lỗ thủng lớn. Tim bị người ta lấy mất. Chuyển vào trong cơ thể cháu trai Giả Khiếu Lâm. Tách, tách, tách. Máy hô hấp nhảy theo tiết tấu. Lý Thần Y mỉm cười nói, ông Giả, chúc mừng ông. Phẫu thuật rất thành công. Bộp 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 bộp. Trong phòng truyền tới tiếng vỗ tay. Giả Khiếu Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thi thể, Hạ Nhược Tuyết ở bên cạnh. Ông ta hạ lệnh, kéo ra ngoài chôn đi, đừng để ai biết. Rõ. Một đám người làm đang định ra tay. Đột nhiên. Anh là ai? A. À, một tràn tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Sau đó một người đàn ông toàn thân ướt đẫm, hai mắt đỏ bừng xông vào, cầm trong tay một thanh kiếm gãy đầu rồng mang phong cách cổ xưa. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Hạ Nhược Tuyết trên bàn mổ. Xông đến, thi thể, Hạ Nhược Tuyết. Nhiệt độ dần mất đi. Đáng tiếc không còn tim. Diệp Bắc Minh không chút khách khí, xông đến bên cạnh cháu trai của Giả Khiếu Lâm. Chia tay túm lấy tim cậu ta. Phốc! Cảnh tượng xuất hiện khiến ai cũng khiếp sợ. Tim vừa mới chuyển xong, vậy mà lại bị Diệp Bắc Minh lấy ra. Đám người Diệp Thần Y cũng sợ đến trợn tròn mắt. Diệp Bắc Minh đặt tim của Hạ Nhược Tuyết vào trong cơ thể cô ấy. Đồng thời, lấy ra 13 cây kim bạc. Đâm vào huyệt đạo của Hạ Nhược Tuyết. Quỷ môn thập tam châm. Hồi sinh người chết. Giả Thiếu Lâm như sắp phát điên, Long Nhi. Khoảng 30 giây sau, Hạ Nhược Tuyết đã tỉnh lại. Cô ấy mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh. Là cậu sao? Tớ chết rồi ư? Diệp Bắc Minh mỉm cười, Nhược Tuyết, yên tâm, cậu sẽ không chết đâu. Hạ Nhược Tuyết cười nhợt nhạt rồi ngất xỉu. Nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết không sao, Diệp Bắc Minh xoay hướng mắt, các người đáng chết. Giả Khiếu Lâm khóe mắt co quắp, cậu là ai? Phốc! Trả lời ông ta chính là một kiếm chém tới của Diệp Bắc Minh. Bố! Ông cụ! Đám người nhà họ Giả kêu lên. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi nhà bọn họ giống như thần chết. 30 phút sau, Diệp Bắc Minh ôm Hạ Nhược Tuyết rời đi, quay lại phòng trọ của cô ấy. Tôn Thiến đã quay về, nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết toàn thân là máu, Diệp Bắc Minh cũng ướt sũng người, Tôn Thiến sợ đến ngây người. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhược Tuyết sao vậy? Tôn Thiến vô cùng gấp gáp. Diệp Bắc Minh viết một vài dược liệu ném cho Tôn Thiến, hô lớn, Tôn Thiến, lập tức mua cho tôi một vài loại thuốc bắc. Được, tôi lập tức đi đây. Tôn Thiến biết, những dược liệu này để cứu Hạ Nhược Tuyết. Cô ta chạy ra khỏi tiểu khu, xông pha trong màn mưa. Diệp Bắc Minh ôm Hạ Nhược Tuyết vào phòng, đặt trên giường. Quỷ môn thập tam châm giữ được mạng của Hạ Nhược Tuyết. Nhưng cần một vài dược liệu mới có thể khiến vết thương khép miệng. Bố! Giả Thiên Nam về nhà, nhìn thấy đám người Giả Khiếu Lâm nằm trên đất đã chết từ lâu. Giả Thiên Nam như muốn phát điên. Buổi tối ông ta tăng ca ở công ty, vì vậy không về. Sau khi về nhà mới phát hiện biến cố xảy ra. Tất cả võ giả trong nhà đều bị đánh gục. Tất cả tầng lớp cấp cao ở phủ Giả không một ai may mắn thoát nạn, tất cả đều bị người ta một kiếm chém chết. Chỉ có những người giúp việc bình thường mới may mắn tránh được một kiếp. Là ai,
là ai tiến vào nhà họ Giả? Lấy camera cho tôi. Rất nhanh camera thu hình đã được lấy ra. Một cậu thanh niên tay cầm kiếm gãy giết tầng lớp cấp cao nhà họ Giả. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Giả Thiên Nam toàn thân chấn động, Diệp Bắc Minh, là Diệp Bắc Minh. Giang Nam và Trung Hải đều xảy ra chuyện lớn như vậy, Giả Thiên Nam đã xem qua hình của Diệp Bắc Minh. Nhưng ông ta nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh sao lại xông vào nhà họ Giả. Ông ta lập tức lấy điện thoại di động ra, alo, anh cả, bố bị Diệp Bắc Minh giết. Lúc này, trong quân doanh Kim Lăng cách đó mấy trăm dặm, Giả Tòng Nhung nhận được tin tức, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Vua Kim Lăng, Cổ Tòng Nhung, con trai trưởng nhà họ Giả. Giả Tòng Nhung đỏ mắt, em nói gì, bố chết. Bị Diệp Bắc Minh giết, làm sao có thể. Giả Thiên Nam nói, anh cả, là thật, em nhìn qua camera, chắc chắn là Diệp Bắc Minh. Ông ta sao chép lại video, gửi cho anh cả Giả Tòng Nhung. Giả Tòng Nhung xem xong video, tức giận đến mức máu sôi trào. Diệp Bắc Minh, Giả Tòng Nhung như sắp cắn nát hàm răng. Ông ta cố nén tức giận và oán hận, nói, em hai, trước tiên em thu dọn thi thể của bố trước, Diệp Bắc Minh này đã là một người chết. Giả Thiên Nam hỏi, anh cả, anh muốn làm gì? Giả Tòng Nhung lắc đầu, Diệp Bắc Minh quá kiêu ngạo. Hôm nay ở Trung Hải, hắn giết Quân Kiếm Phong, đắc tội với nhà họ Quân. Lại giết thêm Quân Thiên Hùng và Trương Nhất Phong, con trai của hai người này đều lấy con gái của các nhân vật lớn ở Long Đô. Bọn họ đã sớm bất mãn với Diệp Bắc Minh. Tối hôm nay, Diệp Bắc Minh lại xông vào nhà họ Giả Kim Lăng chúng ta, một ngày đắc tội với vô số gia tộc. Chúng ta còn có camera, tội danh của Diệp Bắc Minh đã thành, hắn không chối được đâu. Anh phải báo lên Long Hồn. Trong đêm hôm đó, thảm án nhà họ Giả truyền khắp tầng lớp cấp cao trong Long Quốc. Kinh sợ. Trong phòng họp trụ sở chính Long Hồn, sắc mặt tất cả mọi người vô cùng khó coi. Diệp Bắc Minh này rốt cuộc muốn làm gì? Xông vào Đại sứ quán Hùng Quốc, dẫn đến kháng nghị quyết liệt từ bên đó. Long Quốc chúng ta mất hết mặt mũi ở quốc tế. Hắn còn giết Quân Kiếm Phong, giới võ đạo Trung Hải đại loạn. Doãn Thiên Hùng và Trương Nhất Phong có tội gì? Hắn giết người, ảnh hưởng quá xấu. Tối nay lại tiến vào nhà họ Giả ở Kim Lăng, ông cụ Giả Khiếu Lâm cũng bị giết. Ông cụ Giả cả đời không làm chuyện xấu, sao lại gặp phải tai ương này? Diệp Bắc Minh, cái tên ác độc. Mọi người trong phòng họp tức giận. Lúc này có người hạ lệnh, cử người của Long Hồn đi bắt Diệp Bắc Minh về quy án. Giải về Long Đô thẩm tra. Diệp Bắc Minh là sư đệ của người phụ nữ kia, nên không. Có người lo lắng. Một người đàn ông trung niên cười lạnh, không cần nói cho cô ta biết, trực tiếp bắt Diệp Bắc Minh về, phán quyết, chém đầu. Làm liền một mạch. Chờ cô ta biết thì Diệp Bắc Minh cũng đã là một thi thể, cô ta có thể làm gì được. Mọi người rối rít gật đầu. Chém Diệp Bắc Minh rồi, bọn họ còn có thể chèn ép người phụ nữ kiêu căng kia. Một công đôi việc. Tôn Thiến mua dược liệu về, toàn thân ướt đẫm, vô cùng chật vật. Diệp Bắc Minh lập tức chữa trị cho Hạ Nhược Tuyết. Tốc độ luyện đan của Đỉnh Thanh Mộc rất nhanh, đan dược trị thương anh luyện chế ra khi thoa lên vết thương sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Nhìn Hạ Nhược Tuyết hô hấp ổn định nằm trên giường, Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người cũng đã cứu về được. Lúc ra khỏi phòng, phát hiện Tôn Thiến ngồi trên sofa ngủ gật. Đột nhiên, cô ta nhảy cẫng lên, mở mắt, Diệp Bắc Minh, Nhược Tuyết sao rồi? Cô ấy không sao. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôn Thiến vì kích động mà lập tức ngất xỉu. Diệp Bắc Minh sải bước về phía trước, ôm cô ta về phòng. Sáng hôm sau, Hạ Nhược Tuyết tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường, trên người không mặc quần áo. Chỗ ngực đều là bùn thuốc màu đen. Một người đàn ông nằm ở mép giường đang ngủ. À, Hạ Nhược Tuyết kêu lên một tiếng. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cô ấy, sao thế? Cậu, Hạ Nhược Tuyết vội vàng ôm ngực, vừa mừng vừa sợ, là cậu, sao cậu lại có mặt ở đây? Tối hôm qua tớ nằm mơ, hình như là mơ thấy cậu. Sao tớ lại không mặc quần áo vậy? Hạ Nhược Tuyết vội vàng dùng chăn, bảo vệ phần trên. Diệp Bắc Minh lại nói, để tớ xem. Anh chìa tay kéo chăn. Mặt đẹp của Hạ Nhược Tuyết thẹn thùng, vội vàng, đừng, mới sáng sớm, nếu cậu muốn, buổi tối, chúng ta nói sau được không?
Diệp Bắc Minh sửng sốt. Có chút bối rối khụ, cái đó, chuyện tối qua cậu không nhớ gì sao? Hạ Nhược Tuyết mặt đầy nghi ngờ, tối qua có chuyện gì à? Vì quá đau đớn, trí nhớ liên quan đến tối hôm qua Hạ Nhược Tuyết gần như quên hết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, Hạ Nhược Tuyết quên mất cũng tốt. Anh nói, tối qua cậu xảy ra chút chuyện, ngã bất tỉnh. Tôn Thiến gọi điện thông báo cho tớ, cậu ngã bị thương ở ngực, để tớ xem có sẹo hay không. Hạ Nhược Tuyết lập tức kinh hãi, a, à, sẹo á, đừng mà, đừng để lại sẹo mà. Vén chăn lên, trắng như tuyết, bóng loáng. Da thịt hồi phục rất tốt, vô cùng trắng nõn. Không có để lại bất kỳ vết sẹo. Diệp Bắc Minh cười nói, quỷ môn thập kim châm quả nhiên mạnh quá. Mạnh cái đầu cậu. Gò má Hạ Nhược Tuyết đỏ ửng, cô ấy đương nhiên biết Diệp Bắc Minh đang nói gì. Che ngực, vội nhặt gối ném vào đầu Diệp Bắc Minh. Bụp, đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền tới. Bên ngoài truyền đến giọng nói hoảng sợ của Tôn Thiến, mấy người là ai? Sao lại xông vào nhà dân? Sau đó truyền đến tiếng quát, doanh trại huyền cơ long hồn đến bắt người, những người khác không liên quan thì tránh ra. Một người đàn ông ăn mặc quân trang, khí tức hùng hậu, chìa tay túm bả vai Tôn Thiến. Tôn Thiến đâu từng nhìn thấy cảnh tượng này. Sợ đến mức há to miệng, ngây ngốc tại chỗ. Một giây kế tiếp, Diệp Bắc Minh bỗng nhiên xuất hiện, đứng trước mặt người đàn ông này, túm tay anh ta. Tự tìm cái chết. Người đàn ông theo bản năng đánh một quyền về phía ngực Diệp Bắc Minh. Đây là một võ linh, nếu người bình thường bị một quyền đánh trúng, chắc chắn sẽ phải chết. Đúng là ác độc. Diệp Bắc Minh giơ tay đánh ra một quyền. A! À, một tiếng hét thảm, tay của đàn ông trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe. Xoạt 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 xoạt. Những người khác của doanh trại huyền cơ long hồn tiến lên một bước, vây quanh Diệp Bắc Minh. Tổng cộng 7 người. Bọn họ mặc trang phục đồng nhất, trên ngực có huy chương hình rồng, trông rất sống động, vô cùng ngang ngược. Người đàn ông trung niên cầm đầu quát lớn, Diệp Bắc Minh, tôi tên Chu Chính Quốc, là đội trưởng tiểu đội 3 của doanh trại huyền cơ Long Hồn, hôm nay phụng mệnh truy bắt cậu. Cậu muốn phản kháng sao? Diệp Bắc Minh bảo vệ Tôn Thiến ở phía sau, không nhịn cười được, Long Hồn. Có thể ra tay với người bình thường. Đoàn Chính Quốc u ám, người phụ nữ này xuất hiện trong nhà. Chúng tôi không biết cô ta có nguy hiểm hay không. Hơn nữa, có những phần tử tội phạm khác sẽ ngụy trang thành phụ nữ, trẻ em, chúng tôi vì đảm bảo an toàn cho đội viên thôi. Đây hoàn toàn là rào biện. Diệp Bắc Minh tức giận mắng, con mẹ nó. Anh như gió lốc, một bước xuất hiện bên cạnh Chu Chính Quốc. Bốp, một cái tát giáng thẳng vào mặt Chu Chính Quốc, đánh cho ông ta lui về phía sau. Mặt Chu Chính Quốc trong nháy mắt sưng vù. Đội trưởng, Diệp Bắc Minh, mày chống lại lệnh bắt. Những đội viên khác giận dữ, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh một cước một người, đá bay toàn bộ ra khỏi phòng trọ của Hạ Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh, Chu Chính Quốc vừa mở miệng. Diệp Bắc Minh đạp một cước vào bụng Chu Chính Quốc. Chu Chính Quốc bay ra khỏi phòng trọ. Nhanh, quá nhanh. Dù Chu Chính Quốc thực lực võ vương sơ kỳ, nhưng lại không nhìn rõ tốc độ của Diệp Bắc Minh. Thân pháp gì vậy? Cực kỳ đơn giản, kỹ thuật không lòe loẹt, càng không có động tác dư thừa. Một cước đạp tới, khiến người ta không thể né tránh. Chu Chính Quốc ôm bụng, bò dậy, Diệp Bắc Minh, mày. Nội lực mới vừa ngưng tụ. Diệp Bắc Minh xông lên, một cước đạp vào đầu Chu Chính Quốc. Ông ta lăn ra ngoài, thất điên bát đảo. Chu Chính Quốc chậm rãi bỏ dậy. Diệp Bắc Minh quay đầu, nói với Tôn Thiến, quay về phòng, chăm sóc kỹ Nhược Tuyết, tôi không về thì đừng ra ngoài. Được. Tôn Thiến rất nghe lời. Diệp Bắc Minh đóng cửa phòng khách lại. Vèo. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh giống như quỷ, trong tay có thêm kiếm đoạn long, kề vào cổ họng Chu Chính Quốc, ai bảo ông tới truy bắt tôi. Ai cho ông lá gan đấy, biết tôi là ai không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.